kiếm lai like tập 28 thiên kỳ thượng chúc các bạn xem video vui vẻ hai là khí phủ khiếu huyệt nó lựa chọn không phải vị trí lạ gì mà là một số huyệt vị mấu chốt trời sinh đã chiếm ưu thế tự như có người chiếm cứ ổ đất nhỏ của rừng núi hoang vắng hoặc là bãi tha ma không ai hỏi thăm có người thì chiếm cứ chấn hồng chúc chỗ đường thủy đường bộ quan trọng sẽ còn có người trực tiếp chiếm kinh thành đại ly cảnh tượng của ba người tự nhiên là không giống nhau ba là bản thân một hơi này to nhỏ đậm nhạt dài ngắn đều có phân chia cao thấp nếu không mặc kệ khí phủ người ở kinh thành đại ly lại không có bản lãnh đạo góc tiềm lực thì không có ý nghĩa hình dung như vậy người có thể lý giải hay không trần bình an nói vẫn có thể lý giải lúc trước cái gọi là thanh bản mạng phi kiếm kia của thôi đông sơn là nói kiếm tu trong luyện khí sĩ chúng ta ở trong bản mạng khiếu huyệt ôn dưỡng ra phi kiếm hòa hợp một thể với thần hồn kiếm tu bản mạng phi kiếm xuất khiếu giết địch tức là kiếm thực chất quay về khiếu huyệt liền hóa thành vật hư vô rất là huyền diệu sư phụ ta từng nói thật ra khí phủ khiếu huyệt con người có thể coi là động thiên phúc địa trên đời này, trời sinh có thần thông phương thốn, vì thế ngày sau khổ tu, một khi đã thông khớp nối trong đó, bản mạng phi kiếm cũng tốt, pháp bảo khác cũng thế, mặc người hình thể lớn như núi, giống nhau đều có thể cất chứa trong đó. Cảnh giới thứ hai của võ đạo các ngươi là ở lấy bản mạng khiếu huyệt làm điểm khởi đầu, bắt đầu hướng bốn phía mở rộng con đường, đem từng đường kinh mạch cập kinh chật hẹp ban đầu, biến thành dịch lộ đường cái rộng rãi. Vì sao thế gian có nhiều loại võ học như vậy? Là ở pháp môn và núi mở đường không giống nhau, lúc đầu ở nơi nào, đi con đường nào, đi đường tắt như thế nào, các nhà đều có bí kíp mật không truyền ra ngoài, ví dụ như vũ nhân luyện quyền mở kinh mạch, so với đao thương kiếm kích là khác nhau rất lớn. Trần Bình An, ta nhìn ra được, người hôm nay đã đặt nền móng tại cảnh giới thứ hai, khó trách mỗi ngày đều phải cần cù luyện quyền hành thung, chạm thung, lấy tốc độ của ngươi, ta tin tưởng rất nhanh có thể chen thân cảnh giới thứ ba. Đúng rồi, ta có thể biết bản mạng thiếu huyệt của ngươi ở nơi nào không? Trần Bình An lắc đầu nói, không thể, thiếu nữ cao mũi, lẩm bẩm, keo kiệt nhưng nàng vừa nghĩ đến cảnh ngộ thê thảm của thiếu niên thôi sàm quốc sư đại ly thiếu nữ lập tức cảm thấy trần bình an tính cách như vậy từ chối mình mới là bình thường trần bình an tính tình như vậy nói khó nghe chút gọi là tảng đá trong hồng cầu vừa thối vừa cứng nói dễ nghe là tâm tính cứng cỏi kiên trì trần bình an đột nhiên hỏi tạ cô nương vì sao nói ta rất nhanh có thể tới cảnh giới thứ ba tạ tạ bột mồm nói người tập võ các ngươi chỉ bằng một hơi xét đến cùng là lấy thương tổn cơ thể trả giá để đổi lấy sát lực chỉ cần muốn kéo dài tuổi thọ Hết định phải sớm chen thân cảnh giới thứ sáu mới được có thể mỗi ngày tới tắm hồn phách thần ý bù đắp ngược lại cho thân thể nếu chỉ hoãn ở cảnh giới thứ hai thứ ba quá lâu một ngụm tiên thiên chân khí kia sẽ càng ngày càng suy kiệt mỗi lần chém giết với người ta bị thương nặng chính là một lần nguyên khí tuôn trào cho nên kẻ ngu rút luyện quyền đem bản thân luyện chết trên đời vô số kể dù là người luyện võ của hào phiệt thế tộc có thể đủ dược liệu quý báu ngâm cơ thể dựa vào đó chữa thương vẫn là trị phần ngọn không trị phần gốc không thể thật sự ích lợi cho hồn phách một người tuy nói võ học không cao không thể chứng đạo trường sinh nhưng một khi đi đến đỉnh võ học trên thân cảnh giới thứ 9 thậm chí là đỉnh cao thật sự trong truyền thuyết cảnh giới thứ 10, như vậy sống một hai trăm tuổi vẫn là không khó trần bình an phản bác nói như vậy không hoàn toàn là đúng người thiên tư tốt có thể cầu nhanh giống ta loại tư chất kém này càng sốt ruột càng dễ mắc lỗi còn không bằng kiên định vững chãi đi từng bước một bước không đi sai như vậy mỗi một bước liền đều hữu dụng huống chi ta tập võ không phải vì theo đuổi những cảnh giới rất cao kia chỉ là cường kiện cơ thể mà thôi trần bình an lời đến bên miệng đã thay đổi một cái cách nói hàm xúc thật ra nói chuẩn xác trần bình an là đang dùng luyện quyền để giữ mạng sau khi bị thái kim giản lấy thủ pháp ác độc âm thầm đập nát cầu trường sinh trừ con đường tu hành bế tắc đoạn tuyệt môi hở răng lành cơ thể này của trần bình an cũng không dễ chịu sau chiến dịch kỳ đôn sơn tổn hại nghiêm trọng chút tuổi thọ thật không dễ gì tăng thêm trở thành hư không cũng may sau đó một đường nam hạ dựa vào mỗi ngày hành thung trạm thung lượng lớn trần bình an lại tích góp được chút của cải đã có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể chuyển biến tốt thân thể giống như một căn phòng rách nát hở khắp nơi mai vá bổ sung trung quy vẫn hữu dụng thiếu nữ cười nói tốc độ tập võ tiến triển mỗi người đều khác nhau ngươi nếu cảm thấy đóng vững đánh chắc tốt hơn ta nghĩ cũng không có vấn đề tạ tạ làm luyện khí sĩ đối với việc tập võ vốn là chỗ hiểu chỗ không rất nhiều thời điểm sẽ quen đem khuôn sáo tu hành dùng ở trên luyện võ tuy tầm mắt của nàng cao hơn chu hà nhưng rất nhiều chi tiết khẳng định không chuẩn xác thấu triệt bằng chu hà thân là vũ phu cảnh giới thứ năm huống chi chu hà được lão tổ lý thị phố phúc lộc chính mồm khen ngợi là minh sư đánh giá xa ở trên danh sư đủ có thể thấy chu hà lợi hại nhưng chu hà chịu giới hạn bởi nội tình lý thị trấn nhỏ nằm ở sáu góc giống với tuyệt đại đa số vũ nhân giang hồ dưới núi tin tưởng vững chắc võ đạo tông sư cảnh giới thứ 9, đã tới điểm cuối cho nên nền cảnh giới thứ 9 coi là cảnh giới đỉnh mà trên thực tế trên cảnh giới thứ 9, còn có cảnh giới thứ 10, giữa chín mười tranh lệch một cảnh giới rất lớn so với tranh lệch của cảnh giới thứ sáu cùng cảnh giới thứ 9 còn lớn hơn võ học võ học không dính dáng với đại đạo cho dù thân thể rèn luyện so với kim cương bất bại của phật gia còn kiên cố hơn vẫn rất khó có thành tựu lớn ít nhất tuổi thọ ngắn ngủi chính là một bình cảnh rất lớn muốn đánh vỡ là người si nói mộng không một ai có thể ngoại lệ chính bởi vì thế ở trong mắt luyện khí sĩ người tập võ dưới núi mới sẽ thấp hơn bọn họ một mảng lớn cả đời chính là ở chân núi bên kia đánh nhỏ quậy phá nhỏ nhiều nhất đến sườn núi của chúng ta đi dạo một vòng đa đỉnh điểm của bọn họ rồi cả đời này có thể có tiền đồ thành tựu gì to lớn trái lại người tu đạo thượng ngũ cảnh người nào không phải trường thọ vô cương có hy vọng đại đạo võ học võ học nếu là không dính dáng với đại đạo cho dù thân thể rèn luyện tới mức so với kim cương bất bại của phật gia còn chắc chắn hơn vẫn rất khó có tiền đồ lớn trăm năm đã giàn nuông không chịu nổi cùng lắm hai trăm tuổi sau đó vẫn là một bộ xương khô không quan trọng gì trần bình an tò mò hỏi tại cô nương luyện khí sĩ các ngươi làm thần tiên trên núi tiêu diêu tự tại cũng cần giống với người tập võ rèn luyện cơ thể lúc trước ở trên trấn nhỏ chữ diêu từng nhắc nhở hắn vân hà sơn thái kim giản phù nam hoa thành lão long những người này cho dù ở trấn nhỏ bị quy củ cấm tiệt thuật pháp trói buộc nhưng trình độ cứng cỏi của cơ thể vừa xa tục nhân một quyền đánh chết trần bình an hắn rất nhẹ nhàng mà trần bình an hắn nếu không phải đánh vào yếu hại sẽ rất khó đánh chết đối phương sau khi nghe được bốn chữ tiêu diêu tự tại thiếu nữ giật giật khóe miệng trong đôi mắt linh động tràn đầy cay đắng sau khi giấu kỹ cảm xúc nản lòng đó kiên nhẫn giải thích dưỡng khí luyện khí mới là quan trọng nhất, cơ thể chỉ có thể xem như thuận tay làm, ừm, nói như vậy cũng không quá thỏa đáng, nói như thế nào đây, một cái bát sứ không chứa nổi 10 cân rượu, nhưng mà vật phương thốn giá trị liên thành, to bằng bát sứ, lại có thể chuyên trở trăm cân ngàn cân rượu, luyện khí sĩ chúng ta chính là cần dẫn dắt thiên địa nguyên khí để xây dựng, mài rỗ ra thịt gân cốt máu của thân thể, đem cái bát sứ đó đúc vững chắc một chút. Túi da của luyện khí sĩ nếu quá mức nhỏ bé mềm mại yếu ớt, khẳng định sẽ hỏng việc lớn trường sinh. Nói xong những điều này, thiếu nữ không có lòng dạ tán gẫu tiếp bắt đầu trầm mặc lương ánh trăng quay đầu nhìn về phía phong cảnh ở ngoài hoành sơn trần bình an không đi quấy rầy suy nghĩ của thiếu nữ vốn chữ giao thiền ngôn thâm thân thiết với người quen sơ này trần bình an trong bụng không có nước mực gì đương nhiên không nói ra được nhưng đạo lý này đương nhiên hiểu được cho nên cảnh tượng khiếu huyệt và khí thức chạy trong cơ thể hắn hôm nay trần bình an sẽ tuyệt đối không hướng người ngoài lộ ra nửa chữ a lưng truyền thụ kiếm khí vận chuyển thập bát đình càng dự kín như bưng trên thực tế luồng khí cơ kia trong cơ thể như rồng lửa chạy sửa lại cục diện do dự không quyết lúc trước rốt cuộc lựa chọn hai tòa khí phủ làm nơi ở một trên một dưới một tòa phủ để trong đó chính là chỗ khiếu huyệt luồng kiếm khí biến mất sau khi ở kỳ đôn sơn tự tay chém giết bạch mãng kiếm khí rời đi luồng khí cơ đó như lấy được trí bảo nhanh chóng vào ở trong đó thời gian dừng lại nhiều hơn xa xa khiếu huyệt kia ở gần hạ đan điền sau đó trần bình an phối hợp cách thổ nạp dương lão đầu ngày trước truyền thụ cố gắng để mỗi một lần hành thung chạm thung hít thở cố gắng đi qua trải qua hoặc là tới gần các khiếu huyệt lớn thập bát đình trải qua trần bình an mỗi một lần luyện quyền người ngoài liếc một cái liền có thể nhìn thấy nhưng phương thức hít thở gần như bướng bỉnh của trần bình an người ngoài chưa chắc có thể nhìn ra cố gắng thật lớn trong đó diêu lão đầu lúc còn sống có một đoạn lời có thể khiến thiếu niên ngõ đê bình cắt gao nhớ kỹ cả đời thứ nên của ngươi thì cầm kỹ đừng đánh mất không nên là của ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ trước kia trần bình an một nghèo hai trắng thứ nghĩ càng nhiều hơn là câu phía sau hôm nay có chút của cải hơn nữa bắt đầu có điều theo đuổi như vậy một câu trước liền bắt đầu phát huy công dụng trần bình an ta phải đem mỗi một chuyện có thể làm tốt làm tới mức tốt nhất hắn thường xuyên yên lặng nói cho mình như vậy thiếu niên giày rơm cả hành trình nam hạ này giày rơm thay đổi một đôi lại một đôi cho dù từng gặp rất nhiều phong cảnh mới mẻ nhưng những đạo lý biết sớm nhất đó lớn nhỏ dù sao quanh đi quẩn lại chỉ vài cái như vậy một cái cũng chưa mất giống như là từ nhỏ nghèo sợ rồi lời lẽ đạo lý ở trong mắt người khác có thể rất trống rỗng vô dụng ở thiếu niên ngõ nê bình hai tay trống trơn bên này ngược lại càng thêm đáng giá Theo năm tháng chuyển rời, chỉ có thể càng thêm đáng giá Khi làm người xử thế, sẽ nghĩ tới chúng nó Lúc xung quanh không có ai, cũng thích lấy ra nhai rồi lại nhai Một trong những kinh điển học vỡ lòng của Nho Gia Đại Lệ có nói Thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo Đạo giã giả, bất khả tu du ly giã, khả ly, phi đạo giã Mệnh trời gọi là tính, phát triển thuận theo tính gọi là đạo Tu dưỡng theo đạo gọi là giáo cái đạo ấy không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát nếu có thể xa rời được thì đã không phải là đạo lúc trước có một ngày lý bảo bình giải thích một đoạn thánh nhân dạy bảo này cho trần bình an thiếu niên áo trắng bình thường chưa từng lộ mặt đi ra khỏi xe ngựa yên lặng tới cạnh hai người sau khi nghe xong lại yên lặng rời khỏi nhưng lúc ấy tiểu cô nương máy móc giảng chung chung trần bình an nghe mà càng như lọt vào trong sương mù hay người rất nhanh đã nhảy qua đoạn này lúc này thiếu nữ thỉnh lình lên tiếng không cần phải để ý tới ta trần bình an ngươi đi trước đi trần bình an gật đầu nói thôi đông sơn nói hoành sơn này vô cùng có khả năng tồn tại tinh mị đã trễ thế này tạ cô nữ người tự mình cẩn thận một chút thiếu nữ cười nói ta bây giờ tuy là tiểu tu sĩ hạng ngũ cảnh nhưng sống chết trước mắt tự bảo vệ mình thủ đoạn vẫn là có một chút không cần lo lắng trần bình an theo thân cây trượt đến phía sau lấy hành thung của hám sơn phổ chậm rãi tiến lên co giãn có bài bàn bài quyền ngoại gia vốn rất đơn giản để thiếu niên ép luyện ra một chút khí tượng nội gia mây trôi nước chảy thiếu nữ cầm cành cây nhẹ nhàng vỗ đầu gối thiếu niên áo trắng xuất quỷ nhập thần đứng ở trên cành cao gần đó chính là nơi trần bình an ban đầu kiếm lô chạm thung cành cây dưới chân hắn nhẹ nhàng lắc lư thân hình thiếu niên theo đó phập phồng lên xuống thôi xa mặt hướng ngoài núi lớn tiện tay vung lên một cây sáo trúc xoay tròn bay về phía thiếu nữ tạ tạ người sau đưa tay tiếp được cúi đầu nhìn ánh mắt phức tạp tạ tạ hỏi trên cả hành trình gần hai tuần thời gian nếu ngay cả quốc sư đại nhân cũng có thể không nhìn thấu tâm tính trần bình an dựa theo phân phó của ngươi bảo ta tán gẫu linh tinh với trần bình an cho phép ta nghĩ đến cái gì nói cái đó nhưng thế này có thể tán gẫu ra cái gì thiếu niên áo trắng nhìn ra phương xa nhẹ nhàng nói chân bình an lúc nhìn thấy ta tinh khí thần toàn thân sẽ theo bản năng co rút lại tượng như một quan ải nhìn thấy khói báo động cảnh báo liền muốn bấy quan dính nghiêm bình thường hắn và ba người bọn lý bảo bình kết giao tương đối sẽ chân tình biểu lộ một chút nhưng vẫn chưa đủ cần có người tán gẫu với hắn một ít chuyện phiếm có phân lượng tạ tạ hỏi mang tính thử quốc sư đại nhân muốn xác định điểm mấu chốt thật sự của trần bình an ở nơi nào thiếu niên đáp không đúng câu hỏi mà đầy sự đau khổ lão đầu từ khắc ở trên thần hồn của ta một ít văn tự ta tạm thời chỉ biết chúng nó sẽ cực đoan phóng đại cảm xúc đam mê nào đó của ta nhìn như rất tự nhiên quay đầu nhìn lại thật sự khiến người ta kinh sợ nếu không phải dương lão đầu nhắc nhở ta ta có thể đến nay cũng cảm thấy là lẽ đương nhiên thiếu nữ cười nói là muốn quốc sư học được lấy chân thành đối đãi người ta thôi sàm chưa quay đầu sắc mặt lạnh lùng nói tiểu nha đầu ta khuyên ngươi đừng nói mát sự nhẫn nại của ta là có điểm mấu chốt trần bình an hắn ta là không làm gì được, bằng không hắn sớm đã chết một trăm lần. Về phần ngươi loại nhỏ bé chỉ có thể chạy theo tình thế này, kẻ đáng thương chết cũng không ai lập bia viếng mồ. Ta bây giờ nếu thật sự muốn nghiền chết ngươi, chỉ là chuyện một cước, thiếu nữ im lặng, thôi xà một tay chắp sau lưng, một tay bẻ cổ tay vu lộc so với ngươi thông minh được lòng hơn nhiều. Thiếu nữ không dám nói lung tung nữa, có thể là cả hành trình đi quá mức an ổn, vị quốc sư đại ly túi ra thiếu niên này bên cạnh, lời nói hành động lại quá mức hoang đường, mới khiến nàng sinh ra lòng xem nhẹ mà không tự biết thiếu niên ánh mắt mê mang lẩm bẩm đạo pháp cao phật pháp xa quy củ lớn có thể nói căn bản lập giáo của mỗi cái chứ từ bách gia còn lại làm sao để tranh với ba nhà này lại như thế nào có thể lập giáo chẳng lẽ thực không có một chút cơ hội nào thật muốn ta học tề tĩnh xuân từ trong học vấn môn hộ của lão đầu tử cứng rán dựa vào kiến thức học vấn đứng dương ra nhưng vấn đề ở chỗ lúc trước ta làm như vậy thậm chí cảm thấy đã tìm đúng đường nhưng lão đầu tử ngươi một trường đã đập chết ta ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào ngươi phải nói chứ thiếu niên lại một lần nữa kìm lòng không được mặt đầy nước mắt lúc này cảnh này trong mắt thiếu nữ tạ ta ở một bên không có chút ý tứ buồn cười muốn cười nào nữa ngược lại hận mình không phải kẻ điếc cái gì cũng chưa nghe được thiếu niên chảy nước mắt quay đầu cười nói tiểu kỹ nữ ngươi lại nợ ta một cái mạng nhớ kỹ về sau phải trả hết khi trần bình an quay về lều chạy ra châu bên kia nhất thời có chút to đầu đội ngũ trong nhiều da một tấm xa lạ gương mặt nàng mặc bộ váy trắng da thịt trắng hơn tuyết môi bầm xanh khí chất lặng lẽ u ám không giống người sống nữ tử ngồi ở cạnh lửa trại đang đánh cờ với lâm thủ nhất mà vị âm thần khuôn mặt mơ hồ kia thì ngồi xếp bằng ở một bên nhìn chăm chăm bàn cờ thượng thế cục lý bảo bình cũng ngồi ở một bên tiểu cô nương lại không có giác ngộ xem đánh cờ không nói mặc kệ là lâm thủ nhất hay là nữ tử xa lạ ai ra quân nàng cũng phải bình luận đôi chút chỉ có vu lầu canh chiếc xe ngựa kia chưa tới gần lửa trại bên này trần bình an có chút sững sở tình huống này rốt cuộc là thế nào lý hoài bước nhanh chạy đến bên người trần bình an nhỏ giọng nói vị tỷ tỷ này rất quang minh lỗi lạc vừa gặp mặt đã nói thẳng mình là quỷ mị đến từ miếu thanh nương nương đỉnh núi bởi vì lúc còn sống thích nhất chơi cờ hơn nữa bây giờ miếu nhỏ bên kia tụ tập một đống lớn văn nhân nhã sĩ bàn về đạo lý uống rượu mua vui nàng bị quậy phá buồn bực rối rắm liền hướng dưới núi tản bộ vô vạn sau khi nhìn thấy lâm thủ nhất ở nơi đó tính toán đi tính toán lại liền nhịn không được muốn đánh một ván cờ nàng nguyện ý lấy ra một quyển sách dạy đánh cờ bàn duy nhất tặng cho lâm thủ nhất làm tạ ơn âm thần tiền bối sau khi đề ra nghi vấn một phen cảm thấy vấn đề không lớn đáp ứng nàng trần bình an chơi cờ không có ngộ tính hơn nữa bởi vì sợ mắc lỗi còn thích đánh chậm cho nên lâm thủ nhất sau khi có hai vị bạn cờ tạ tạ cùng vu lộc thì không thích tìm trần bình an đánh cờ nữa trần bình an rõ ràng mình không có tài chơi cờ cũng không đi nghiên cứu học tập kỹ ngược lại là lâm thủ nhất thường xuyên ở lúc nghỉ ngơi một mình học đánh cờ cô quạnh như là lão tăng đắc đạo nhìn qua là biết ra học hồn đốc ra trần bình an đi đến cạnh lửa trại chưa tới gần bàn cờ thêm một đống củi nhưng lâm thủ nhất cho dù là đang đánh cờ cũng ngẩng đầu nhìn về phía trần bình an sắc mặt thiếu niên lạnh lùng mang theo chút áy náy dù sao âm thần theo bọn họ cùng nhau đi xa ở sau trận sóng gió kia của nữ quỷ áo cưới từng giải thích kỹ cho bọn họ tất cả các lộ hương hòa thần linh không được triều đình nhét vào ra phản núi sông tu vi cao tới đâu danh tiếng có tốt nữa đều chỉ có thể bị cắt vào loại quỷ mị âm vật so với hắn loại cô hồn dã quỷ không có chỗ dựa này cũng chẳng tốt hơn trần bình an khoát tay cười nói không sao không sao các ngươi tiếp tục nữ quỷ chơi cờ cực kỳ tập trung quên đi tất cả hai ngón tay kẹp một quân đen tì ở cầm trong mày rõ ràng tài đánh cờ của nữ quỷ sẽ không quá cao bằng không không đến mức bị lâm thủ nhất vững vàng chiếm thượng phong chân bình an một mình ngồi ở nơi cách lửa chạy xa hơn một chút vụng trộm liếc âm thần bên kia người sao mỉm cười gật đầu ý bảo không cần lo lắng vị nữ tử này không nhấc lên nổi sóng gió chân bình an lúc này mới hoàn toàn yên lòng vị âm thần này vốn nên ở ngoài ải giã phu đại ly sẽ chia tay với bọn họ sau đó quay về đường cũ huyện thành long tuyền nhưng hắn lâm thời thay đổi chủ ý nói đưa thêm một chút không vì mệnh lệnh dương lão đầu phân phó chỉ vì một chút lòng riêng trần bình an không hiểu ý thấy thái độ của âm thần cực kỳ kiên trì nên đáp ứng trần bình an lại bắt đầu luyện tập lao kiếm đợi tới sau khi thiếu niên mở mắt phát hiện âm thần đã ngồi ở bên người đưa lưng về phía những người cùng quỷ chơi cờ xem cờ kia hắn cười nhìn về phía trần bình an trần bình an hỏi có việc sao âm vật ừ một tiếng chậm rãi nói ta lập tức phải trở về từ biệt trước với ngươi trần bình an gật gật đầu Âm vật đột nhiên gọi Trần Bình An một tiếng. ở lúc thiếu niên đang chưa hiểu gì cả, đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy một khuôn mặt thoáng quen thuộc, lộ ra một khuôn mặt âm thần chân thật, vội vàng vươn ngón tay, làm động tác tay chớ có lên tiếng. rất nhanh lại khôi phục dung mạo mơ hồ lắc lư cổ quái lúc trước. Âm thần lấy bí thuật vàng lên tiếng lòng ở hồ tâm thần của thiếu niên, nhẹ nhàng nói: Tiểu Bình An, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy giúp ta chiếu cố Tiểu Sán, ta rất cảm kích. ngươi còn đem con cá chạch kia tặng cho Tiểu Sán, ta thật sự là không biết báo đáp người như thế nào. Thật sự, nếu có thể, ta nguyện ý đem cái mạng này giao cho ngươi, nhưng ta không làm được." Hốc mắt Trần Bình An có chút đỏ lên, sau đó nhếch miệng cười lên. Thiếu niên thiện tâm tự đáy lòng cảm thấy cao hứng cho Cố Sán, nhưng như thế nào cũng không nhịn được, bản thân hắn có chút thương tâm, Âm Thần vươn ra nắm tay, tạ thế đấm vào ngực một cái, cười nói: "Trần Bình An, ta tin từng ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ đi đến nơi cao nhất xa nhất." Trần Bình An không biết đáp lại như thế nào, bóng người vị Âm Thần này đã lặng yên trôi đi, một năm này, Trần Bình An 14 tuổi, thiếu niên thôi xà 15 tuổi, lâm thủ nhất 12 tuổi, Lý Bảo Bình 9 tuổi, Lý Hỏe 7 tuổi, Vu Lộc 14 tuổi, tạ tạ 13 tuổi, tạ tạ trở lại bên cạnh lửa trại, lâm thủ nhất và thanh nương nương đang gần hết ván, thiếu nữ lướt ván cờ liền không có hứng thú, đưa tay tới gần lửa trại, Trần Bình An chặt ra từng đoạn cành cây, dựng ba cái lều trại đơn sơ, tới bên cạnh Lý Bảo Bình, tiểu cô nương liền ngáp xong chạy đi ngủ, ngoài ra, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất dùng chung một cái lều trại, thiếu nữ tạ tạ cũng có lều trại thuộc về riêng nàng, Vu Lộc thường thường ngủ ở vị trí xa phu xe ngựa kia, nửa trải nửa cuốn tấm thảm là có thể đối phó một đêm. Đương nhiên đội ngũ ở tuyệt đại bộ phận thời điểm luôn có thể thuận lợi tìm được chỗ ở, hoặc là khách sạn lữ xá, hoặc là đạo quan trùn miếu trong núi rừng. Bạn đang xem kiếm like tại kênh YouTube gì các phim, từng ở một đêm mưa gió, nương đèn đuốc mơ hồ, bọn họ thật không dễ gì tìm được một hộ gia đình phú quý, chủ nhân lại là tiền nhiệm hộ bộ thị lang hoàng đình quốc, lão nhân 70 tuổi xây dựng biệt thự ẩn cư núi rừng, rất hiếu khách, nhìn thấy lý bảo bình đám nhỏ đọc sách phụ cấp du học này lão nhân rất thoải mái cho dù biết được bọn họ đến từ đại ly có thể xưng là nửa địch quốc lão thị lang vẫn nhiệt tình khoản đãi đối với ăn uống lão nhân càng tuân thủ nghiêm ngặt thánh nhân dạy bảo thực bất yếm tinh quái bất yếm tế khiến trần bình an đám dế nhũi tiểu địa phương này mở rộng tầm mắt thực bất yếm tinh quái bất yếm tế nghĩa đen là thức ăn thì không ngại tinh thế bom cát thì không ngại nhỏ hiểu nôm na là kỹ tính tỉ mỉ trong chế biến và ăn uống sau đó lão nhân trải qua ở chung tự như đặc biệt hợp ý với tiểu cô nương lý bảo bình và thiếu niên vu lộc, sau khi biết tiểu cô nương thích đọc du ký, chẳng những đưa tặng mấy quyển sách du ký cất chứa đã lâu, còn nhất định phải tự mình mang theo bọn họ đi một chỗ phong cảnh danh thắng, là bờ lớn của một dòng sông cực kỳ nổi tiếng ở địa phương, mặt bờ bằng phẳng như gương, bên trên có đá mài khắc cổ xưa không biết tồn tại trên đời bao nhiêu năm, thể chữ khắc ra chưa bao giờ thấy ở kinh truyện, tối nghĩa khó hiểu, trên lịch sử vô số văn nhân nhà thơ tới đây chiêm ngưỡng kỳ cảnh, khắc đá bản dập ở hoàng đình quốc cùng thượng quốc của nó vương triều đại tùy chuyển lưu cực lớn, nhưng vẫn chưa có ai nghiên cứu ra ngụ ý thật sự của những văn tự này, mọi thuyết xôn xao, chưa một cái kết luận nào có thể thuyết phục được đám đông. Thiếu niên thôi xàm lúc ấy chỉ là xa xa liếc dốc đá, đã nói đó là lôi bộ thiên quân tự tay khắc thành, thiên đế gian dạy giao long chi tử, lão nhân cười ha ha, hiển nhiên không tin, các đời chi tử tiên hiền, dụng tâm đi nghiên cứu như vậy cũng không dám tùy tiện kết luận. Một thiếu niên 14-15 tuổi thuận miệng nói, Hoàng Đình Quốc Lão Thị lang không để ở trong lòng, cũng là hợp tình hợp lý sau khi rời khỏi phủ đệ biệt thự của lão thị lang, mỗi lần trần bình an ở vùng hoang vu dã ngoại dùng bếp đất làm đồ ăn sẽ phát hiện ánh mắt mọi người không quá thích hợp nhất là tiểu cô nương áo bông đỏ còn giấu đầu lòi đôi là một câu tiểu sư thúc ngươi làm đồ ăn rất ngon thật sự không kém đồ ăn nhà mã thị lang kia lý hoè cũng có chút mệt dã rời đánh tiếng với lâm thủ nhất đi lều chạy ngủ trước hết lâm thủ nhất không buồn ngủ tiếp tục cùng vị thanh nương nương kia tranh thắng thua ở trên bàn cờ lâm thủ nhất và trần bình an nói muốn cùng đi mếu nhỏ đỉnh núi của thanh nương nương một chuyến đi lấy về quyển sách dạy đánh cờ quý giá giấu trong vách tường kép của miếu nhỏ đại khái là sợ trần bình an lo lắng thiếu niên cười giải thích nói thanh nương nương vốn định một mình tới lui một chuyến là hắn chủ động yêu cầu đi cùng trần bình an không tiện nói thêm cái gì chỉ bảo lâm thủ nhất tự mình chú ý đường đêm thiếu niên và vị quỷ mị miếu nhỏ hương khói yến tế kia cùng nhau lên núi trần bình an nhìn bóng lưng một người một quỷ đại khái là quy củ riêng của chân núi thanh nương nương hai chân không chạm đất phiêu đãng đi chậm hơn nữa ở trước người xuất hiện một chút ánh huỳnh quang quỷ hòa xanh lét tháp sáng xung quanh cộng thêm thiếu niên đọc sách thanh sa bên người hai vị trò chuyện với nhau rất vui cho nên một màn này không những không khiến người ta cảm thấy kinh sợ ngược lại có vài phần ý thơ phong lưu gọi là tận dụng thời gian mượn hứng lui tới trên quyển du ký sân thủy kia của lý bảo bình ở sau khi thiếu nữ cảm ơn rời khỏi thiếu niên thôi sàm cô đơn đứng ở trên cành cao trong núi lớn ngẫu nhiên có tiếng cú đêm chợt vang lên thê lương dọa người loại chim này bị dân chúng hoàng đình quốc dương là chim lưu ly là dấu hiệu điểm xấu thường thường liên hệ với báo tàng tin dữ một cột khói đen cuồn cuộn xuyên qua rừng cây bay vút đến bên cạnh thiếu niên áo trắng lơ lửng yên lặng thiếu niên thu hồi suy nghĩ rối như tơ vò mở miệng nói phải đi rồi vị âm thần kia đến từ trấn nhỏ gật đầu nói những lá bùa hộ mệnh kia mà dương lão đầu ban cho quả thật có thể phòng ngự dương khí cương phong và hồn phách tổn thương thành trì quan ải mang đến nhưng lấy ải giã phu đại ly làm điểm cuối qua lại một chuyến vừa vặn dùng hết ta một mình hộ tống đến ngọn hoành sơn này của hoàng đình quốc thật ra đã rất miễn cưỡng nói không chừng đến vùng tú hoa giang và huyện thành uyển bình sẽ bắt đầu trở nên khó chịu khuôn mặt âm thần như gợn sóng hồ nước như đèn đuốc lay động không ngừng biến hóa mơ hồ không rõ hắn cảm khái nói tuy không biết dương lão đầu làm ra vụ mua bán gì với ngươi nhưng ta hy vọng trước khi tới thư viện kia của đại tùy quốc sư đại nhân có thể trước sau vẹn toàn với bọn trần bình an thiếu niên áo trắng ở chỗ âm thần coi như khách khí ta sẽ cố hết sức âm thần đột nhiên cười hỏi quốc sư đại nhân tin thiện ác có báo hay không thiếu niên thôi sàm lắc đầu nói chưa bao giờ tin ngươi nếu là muốn khuyên ta tích đức làm việc thiện vậy ta cũng trái lại khuyên ngươi một câu đạo khác nhau không thể cùng mưu đồ so với lo lắng ta có thể bảo vệ ân nhân trần bình an nhà ngươi hay không còn không bằng lo lắng vợ con mình ở phương xa ngươi không chiếu cố được có thể không bị tiệt giang chân quân lưu trí mậu của hồ thư giản coi là hai quân cờ tùy ý bài bố hay không âm thần thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói sức người có lúc cạn huống chi là ta loại âm vật thiên địa cam hận này thôi giảm cười nói đại đạo không có tuyệt lộ chẳng qua là khó dễ khác nhau tụ âm là quỷ tụ dương là thần không quan hệ với việc có phải người hay không người hôm nay cũng không phải không có cơ hội phong thần thử nghĩ một chút những sơn trạch tinh quái kia đường tu hành của bọn họ mới là thật sự nhấp nhô âm thần cười khàn khàn nói quả thật như thế âm thần trầm mặc hồi lâu lại mãi chưa có ý tứ quay về đại ly thiếu niên thôi giảm hỏi sao còn có lời ta biết trừ báo ân bản thân ngươi xem trọng trần bình an nhưng ngươi khẳng định không rõ ta ngay từ đầu đã xem trọng thiếu niên này so với ai khác cũng sớm hơn một chút chỉ là trong đó đề cập tin tức đại đạo không tiện nói tỉ mỉ với ngươi ngươi chỉ cần biết ta lúc trước tuy thân ở kinh thành đại ly nhưng tầm mắt cùng quan tâm đặt ở trên người trần bình an không muộn hơn dương lão đầu cũng không ít hơn hắn âm thần lắc đầu cười nói không quan hệ với cái này thiếu niên nhíu mày nói ta bây giờ tâm tình không tốt lắm có dám mau đánh âm thần không để trong lòng chậm rãi nói tiên sinh chuyện công lợi nước lợi dân ta rất khâm phục trong nho ra tuy có dị nghị biếm nhiều hơn bao nhưng ta lúc còn sống đã tin tưởng vững chắc trăm ngàn năm sau như thế nào vậy chỉ có thể là chuyện con cháu đời sau tự cầu nhiều phúc điều không quan trọng bằng lập tức lấy học vấn ân huệ tỏa khắp chúng sinh đạt được thái bình thịnh thế thiếu niên áo trắng có chút kinh ngạc nhíu mày nhịn không được quay đầu hỏi chưa từng nghĩ ngươi còn ủng hộ học vấn của ta âm thần làm ra một động tác ngoài dự đoán của mọi người thế mà lại học vãn bối môn sinh nho ra khi đối mặt tiên hiền phu tử rất cung kính chấp tay hành lễ cúi đầu cất cao giọng nói cố mỗ bái một cái này không bái quốc sư đại ly gì cả kính tiên sinh thôi sàm không chỉ làm ra những thứ đạo đức văn chương gác gió kia mãi cho đến khi vị âm thần kia đã sớm thần du mấy trăm dặm thiếu niên áo trắng mới chậm rãi lấy lại tinh thần trên mặt bi thương và vui vẻ cùng xuất hiện cuối cùng thiếu niên áo trắng hướng phía trước đi ra một bước cành cây dưới chân độ cong gấp khúc lớn hơn nữa hai tay đột nhiên vung tay áo đặt sau lưng nét mặt không có chút suy sụp nào nữa thiếu niên có khí thế hạo nhiên phủi sạch hết bụi trần khi lâm thủ nhất quay về sắc mặt xanh mét trong tay nắm chặt một bộ sách cổ ố vàng ngồi ở cạnh lửa trại Trần Bình An hỏi, làm sao vậy? Lâm Thủ Nhất nghiến răng nghiến lợi nói, một đám bại hoại nhãn nhặn, những người đọc sách xuất thân sĩ tộc Hoàng Đình Quốc đó, ở trong núi nhỏ tụ hội say rượu thì thôi, thế mà còn làm ra hành vi vô lệ cỡ đó, vô liêm sỉ, trí thức quét xác, nếu đổi ta là thanh nương nương, đã sớm đem đám ghê tởm đó đuổi ra khỏi núi rồi. Trần Bình An hỏi, mặc kệ đã xảy ra cái gì, bản thân thanh nương nương có phải cái gì cũng chưa làm hay không? Lâm Thủ Nhất gật gật đầu, Trần Bình An nói, vậy người cứ nhập ra tùy tục. Lâm Thủ Nhất ngẩng đầu, có chút nghi hoặc khó hiểu khi thiếu niên có chút thất thủ tâm thần nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc hơi đen kia lâm thủ nhất không biết sao tâm tình yên tĩnh an bình lại thở dài nhẹ nhàng nói ta hiểu rồi một khi ăn ngủ rừng núi hoang vắng chuyện khác đêm nhất định không thể thiếu ở trước lúc chấn hồng trúc trầm đầu dịch là trần bình an gác đêm trước chu hà là vũ phu cảnh giới thứ năm cơ thể khỏe mạnh càng có thể thức đêm liền phụ trách gác nửa sau của đêm nay chu hà rời đi liền biến hóa thành lâm thủ nhất gác đêm trước trần bình an nửa sau của đêm cố gắng để lửa chạy không tắt phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn ập tới trần bình an đối với việc này cũng không xa lạ nung đồ sứ nhìn chăm chăm lửa lò nung là chuyện so với trời còn lớn hơn trần bình an làm học đồ lò sứ nhiều năm như vậy tuy bị diêu lão đầu coi là thiên phú không được không muốn truyền thụ tay nghề nung sứ áp đáy hòm nhưng bởi vì trần bình an làm việc khổ sai còn lại gần như sẽ không xuất hiện sai sót cho nên trần bình an đối với các đêm so đấu kiên nhẫn nghị lực thật sự là quá quen thuộc hơn nữa còn có thể thừa dịp các đêm đêm dài yên tĩnh một mình một người đem hám sơn phủ hành thung chạm thung luyện tập lặp đi lặp lại ngẫu nhiên còn có thể bệnh dày rơm hoặc là lấy ra đài chạm long nhỏ nhán tinh xảo giúp lý bảo bình mài thanh đao hẹp từng phù kia theo kiếm lô chạm thung dần vào cảnh giới tốt đặc biệt là con dùng lửa khí cơ kia trong cơ thể cuối cùng chọn hai tòa khí phủ làm nơi ở mỗi khi hai ngón tay trần bình an bấm tay niệm thần chú như kiếm lô khi tâm thần theo từng lần hít thở thổ nạp chậm rãi đắm chìm cả người sẽ lâm vào một loại hoàn cảnh huyền rượu nửa ngủ nửa tình cho dù năm nay xuân lạnh kéo dài thật dài Thời tiết nóng chậm chạp chưa đến, nhưng Trần Bình An mỗi lần gác nửa sau đêm, cho dù lửa trại không cẩn thận tát, Trần Bình An vẫn sẽ không cảm thấy ẩm ướt lạnh lẽo gì. Mỗi lần thu hồi kiếm lô, đứng dậy lấy hành thung giãn gần cốt, cả thân thể ấm áp, ban ngày đi đường không thấy chút mệt mỏi nào cả. Tối nay Trần Bình An tiếp tục ngồi xếp bằng ngồi ở cạnh lửa trại, chăm chỉ luyện kiếm lô, luồng hơi thở kia trong cơ thể rất nhanh đã dọc theo khí phủ chỗ đan điền, như là cá chép ngược dòng, từng chút một lao về phía Long Môn sau đó ở tòa khiếu huyệt kiếm khí rời đi kia hơi dừng lại như người sống nơi đất khách quê người ở dịch trạm lữ sáng ngủ lại nghỉ ngơi lại như người lên núi ở lưng núi hít thở sau đó sẽ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục tiến lên vòng tới gáy cuối cùng lao thẳng tới mi tâm chân bình an sau khi mở mắt ra phun ra một ngụm khí đục đứng lên nhẹ nhàng nhẻ nhót vài cái nhanh chóng quay đầu nhìn lại nhìn thấy vu lộc đi xuống xe ngựa chậm rãi đi tới trong lòng đang cầm một ít cành cây chưa thể nói là khô giáo như thế nào ngồi xồm cạnh lửa trại học trần bình an dựng lò lửa thật cẩn thận tăng thêm củi mà không phải tùy tay ném thế lửa rất nhanh đã dần dần to lên phu lộc đưa tay tới gần đống lửa nhẹ nhàng xoa xoa tay quay đầu cười nói trần bình an ta về sau có thể tham gia gác đêm không người muốn tu hành quyền pháp trạm thung này tốt nhất đừng phân tâm thân thể ta thật ra vẫn ổn tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra cho nên người nếu nguyện ý tin tưởng ta có thể đem hai canh giờ trước khi trời sáng giao cho ta trần bình an lắc đầu nói phu lộc ý tốt của ngươi lòng ta xin nhận nhưng tạm thời còn không cần ngươi gác đêm. Vu Lộc biết ngụ ý của Trần Bình An là vẫn không yên tâm đem an nguy của mọi người treo ở trên người Vũ Lộc hắn. Thiếu niên cao lớn chưa thẹn quá hóa giận, gật đầu nói, lúc nào cần, có thể phân phó ta, ta cũng muốn làm chút gì đó cho mọi người, nếu không trong lòng băn khoăn. Trần Bình An nhìn khuôn mặt dưới ánh lửa chiếu rọi kia góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sáng ngời, có thể là người ta rõ ràng cảm nhận được thiện ý của hắn. Trần Bình An cười nói, được, Vu Lộc thuận miệng nói, dựa theo thời gian, hôm nay xem như đã vào hè. Nhưng khí hậu lại vẫn là bộ dáng cuối xuân, Trần Bình An phụ họa nói, năm nay là có chút lạ. Vu Lộc sau khi nói chuyện phiếm vài câu liền đứng dậy cáo từ, Trần Bình An nhìn theo thiếu niên cao lớn rời đi, dựa theo cách nói âm thầm của Lâm Thủ nhất, Vu Lộc chơi cờ, nhìn như sát lực không lớn, chưa từng có những nét kỳ diệu, thực ra so với thiếu nữ Tạ Tạ đạ đại khai đại hợp, máu tươi bốn phương, thật ra càng lợi hại hơn. Trần Bình An đã sớm phát hiện, Vu Lộc làm việc cực kỳ cẩn thận, không bỏ sót gì lâm thủ nhất là nói vu lộc làm việc quả thực so với lão viên chức nhà môn giả đời thuần thục nhất còn vững vàng hơn trần bình an đối với điều này tràn đầy thể hội ví dụ như chỉ là từng tận mắt thấy hắn bệnh dày dơ một hai lần vu lộc cũng rất nhanh có thể tự mình bệnh có hình có dạng đôi này trên chân chính là thành quả của bản thân vu lộc lại ví dụ như mỗi khi trần bình an câu cá vu lộc thường xuyên sẽ đứng ở một bên yên lặng nhìn nhìn trần bình an ở giờ nào đoạn nước nào thả câu tung cần như thế nào kéo cần như thế nào câu cá lớn lại nên giữ cá như thế nào để đầu cá cao hơn mặt nước, như vậy ở lúc cá lớn lần đầu tiên gặp ánh sáng, cẩn thận lắc đầu thoát câu, vân vân. Sau đó có một lần, Đợi trên Bình An có việc khác cần đi làm, Vu Lộc liền mở miệng, nói có thể để hắn thử chút hay không. Sau khi từ trong tay Trần Bình An tiếp nhận cần câu, Vu Lộc chưa bao giờ có kinh nghiệm thả câu, kết quả thu hoạch cá thế mà cũng không tệ lắm. Đối với tất cả cái này, Trần Bình An chưa nói gì cả, chỉ là thấy ở trong mắt nhớ ở trong lòng, cảm thấy thiếu niên cao lớn này ngay cả tên họ cũng không biết thật hay giả, nếu là người tốt vậy hắn nhất định sẽ rất tốt nhỡ đâu là người xấu trần bình an thật sự không thể tưởng tượng một đêm không có việc gì trừ lửa chạy dần nhỏ đi ở bên cạnh trần bình an trong thùng xe xa xa đã sớm điểm hòa lên một ngọn đèn sáng một đêm không biết thiếu niên áo trắng đang lật xem bộ sách gì mềm mặt như thế trời tờ mờ sáng trần bình an bắt đầu nín thở tập trung tới chỗ tầm nhìn trống trải nhất lưng chừng ngọn hoành sơn này theo mặt trời mọc lên ở phương đông bắt đầu đánh quyền mà lý bảo bình và lâm thủ nhất đều lục tục gia nhập trong đó chỉ có lý hoài chưa định tính đánh một lát lập tức chạy đi vu lộc cùng tạ tạ đối với cái này nhìn mãi đã thành quen hôm nay thiếu niên áo trắng vén rèm xe đứng ở trên xe ngựa nhìn bọn họ có nề nếp đánh quyền lúc sớm nhất sẽ cười nhạt liếc xéo một cái liền tuyệt không ngó nghiêng nữa chỉ là theo thời gian trôi qua thời gian vị thiếu niên quốc sư này ở xa xa quanh tay đứng nhìn càng lúc càng dài đoàn người ăn xong bữa sáng bắt đầu dọc theo đường núi đi về phía đỉnh núi đi ngang qua tòa miếu thanh nương nương đi vào huyện trí địa phương kia cái cây bách già cùng miếu nhỏ sống nương tựa lẫn nhau nếu là chỉ nhìn kích thước tán cây không nói cơ duyên sâu cạn đã có thể so sánh cây hoài đó của ly châu động thiên lâm thủ nhất vốn tưởng trần bình an sẽ tiếp tục đi đường nhưng không ngờ trần bình an đi trong miếu nhìn một chút sau đó đem hắn và lý bảo bình lý hoài đều gọi vào thì ra trong miếu nhỏ khắp nơi hỗn độn mùi rượu ngập trời bức tượng đất nung dựng ở bệ thờ kia lý hoài ngẩng đầu thấy thế nào cũng không giống nữ quỷ cô nương đêm qua chơi cờ với lâm thủ nhất lâm thủ nhất trên cả hành trình giao tiếp với vị âm thần kia nhiều nhất biết được rất nhiều tin tức, liền giải thích cho Lý Hoài nghe, nói rất nhiều dân chúng địa phương biết ơn thần linh hiền linh phù hộ một phương, lập tượng hiến tế và kim thân đó hưởng thụ hương khói thường thường sai lệch, thậm chí có thể không chút tương tự với dung mạo chân thật, nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng đến hương khói cung phụng thần linh. Tốn non nửa canh giờ, đem bên trong miếu nhỏ dọn dẹp sạch sẽ, bọn Trần Bình An mới tiếp tục xuất phát. Trước khi rời đi, một mình Lâm Thủ Nhất đứng ở phụ cận Bồ Đoàn dưới chân thần đàn, hướng vị thanh nương nương này đeo tặng cho mình một bản sách dạy đánh cờ đơn lẻ chắp tay vái Việt cùng lúc đó thiếu niên áo trắng mang theo vu lộc bước qua bậc cửa thôi giảm nhìn quanh sau đó đi đến trước thần đàn nhìn lư hương nhỏ chứa đầy cho tàn là cái lò đồng tính chất bình thường có thể là trải qua mấy trăm năm thời gian lắng đọng lại lò đồng sáng bóng rạng rỡ trong lò hương khói đã đốt tới cuối rậm rạp chen chúc với nhau bởi vậy có thể thấy được miếu nhỏ nơi này cho dù chưa từng nhét vào ra phản núi sông hoàng đình quốc thật ra trên ý nghĩa nghiêm khắc thuộc loại từ đường dâm dục phải cấm tiệt lấy quy mô chút diện tích đó của miếu nhỏ mà nói đã có thể dưng là hương khói cường thịnh thiếu niên áo trắng đột nhiên mở miệng nói vu lộc cặp miếu gặp từ đường thì vái một cái đây là việc thiện kết duyên với sơn thủy vu lộc tuy không hiểu nguyên do vẫn mang tính tượng trưng cúi đầu không lưng vái ba cái thiếu nữ tạ tạ đứng ở ngoài cửa bên hồng đã buộc cây sáo trúc nọ sau khi rời khỏi địa giới hoành sơn đường ngũ tới một tòa quận thành của hoàng đình quốc mấy người bọn trần bình an cũng may trước đó đã từng kiến thức phong mạo hùng vĩ của ải giã phu cộng thêm trấn hồng trúc ba sông hợp dòng cũng đủ vồn hoa hôm nay đối với thành cao trấn lớn của nơi khác đã có chất chuẩn bị tâm lý nhưng lý hoè vẫn có chút bó tay bó chân ngay cả rối gỗ vẽ màu thường xuyên cầm trên tay cũng vụng trộm giấu trở lại trong học sách nhỏ hộ điệp của đám người trần bình an ghi lại là huyện long tuyền vương triều đại ly công việc thủ tục và thành càng thông thuận nhanh chóng thượng quốc của hoàng đình quốc tuy là đại tùy cao thị mà không phải đại ly tống thị nhưng theo đại ly thâu tóm danh giới rộng lớn bắc bộ của cả một châu xu thế nam hạ đã đỉnh hoàng đình quốc mấy năm nay đối với văn sĩ đại ly ra ngoài du học luôn luôn ưu đãi chỉ thiếu chưa coi là bồ tát sống qua đường mà cung phụng dù sao nói không chừng ngày nào đó hoàng đình quốc mảnh đất một quốc gia này liền biến thành đất một châu của vương triều đại ly vương triều lô thị làm bá chủ lãnh thổ phương bóc bảo bình châu năm đó hôm nay chẳng những núi sông tan vỡ ngay cả dòng họ hoàng thất cũng bị bếm thành tù phạm tiện dân vết xe đổ máu tươi đầm đìa vẫn rõ ràng ở trong mắt trần bình an ở trước khi vào thành đã cẩn thận hỏi dân chúng nơi đây trong ngoài thành có phong cảnh danh thắng gì bởi vì trần bình an hy vọng bọn lý bảo bình lần này phụ cấp du học ở trên điều kiện tiên quyết bảo đảm nhân thân an toàn có thể tận khả năng thấy nhiều danh sơn đại xuyên, đạo quan chủ miếu cùng di chỉ cổ thành chút, mà không phải cưỡi ngựa xem hoa, dẫn tới cuối cùng đến thư viện đại tùy, thật ra cái gì cũng chưa từng thấy, chỉ có màn trời chiều đất cùng vội vàng chạy đi, như lần này vào thành thì phải đi du lịch tòa miếu thành hoàng được coi là cổ xưa nhất đó của hoàng đình quốc, tranh tưởng nơi đó vẽ cảnh tượng 18 tầng địa ngục, đồn đãi có thể làm người ta như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cực kỳ nổi tiếng, đoàn người hỏi đường xong, dọc theo một đường cái rộng lớn, đi về phía tòa miếu thành hoàng đó phía sau mọi người đột nhiên nhốn nháo hẳn lên trần bình an quay đầu nhìn có chút chấn động thấy được một hình ảnh mới lạ ở cảnh nội đại ly quốc tuyệt đối không có khả năng xuất hiện chỉ thấy có một đám nam nữ trẻ tuổi diện mạo hiên ngang ước chừng bảy tám người mỗi người quần áo phiêu giật ở dưới một lão nhân đầu bạc dẫn dắt nghênh ngang đi xuyên qua phố chợ thế mà có người lấy hổ đen to lớn làm vật cưỡi có người phía sau dẫn theo con rắn lớn đỏ rực dài hơn hai trượng còn có người đeo một cây cung sừng trâu thật lớn đường phố vốn dòng người náo nhiệt như dệt cửi nhanh chóng hướng hai bên tránh né có mấy đứa bé không biết nặng nhẹ càng trực tiếp bị cha mẹ nửa rắt nửa lôi đi rời khỏi con đường trốn vào cửa hàng hai bên con rắn lớn đỏ tươi kia không có chủ nhân cố ý ước thúc lắc đầu quẫy đuôi ở đầu đuôi hai nơi còn phủ giáp trụ màu đỏ tươi phụ trợ con linh sủng tiên nhân trên núi nuôi dưỡng này càng thêm không ai bị nổi nó không phải là ở trên một đường thẳng tiến lên thỉnh thoảng sẽ trườn về phía cửa hàng phụ cận ngẫu nhiên dừng thân hình đầu ngóc lên hướng dân chúng quận thành du lầy bẩy diễu võ dương oai trong đó có đứa bé nhát gan bị con rắn lớn gần trong gang tất nhìn chòng chọc bị dọa đến gào khóc dọa cha mẹ vội vàng bịt miệng nó lại con rắn lớn tiếp tục tiến lên chỉ là bỗng nhiên quẫy đuôi một cái nện ở trên mặt nam tử vốn đã thở phào đó cả người nam tử ở không trung xoay tròn vài vòng nặng nề rơi xuống đất sau khi nôn ra một mụn máu tươi dãy giụa đứng dậy mang theo vợ con sắc mặt trắng như tuyết cùng nhau hốt hoảng đào tàu chân bình an đứng ở xa xa nhìn thấy người qua đường ở xung quanh có người vui sướng khi người gặp họa có người nơm nớp lo sợ có người chật chật lấy làm kỳ chỉ có chưa ai cảm thấy hành vi đà thương người của con xúc sinh kia có gì không ổn lâm thủ nhất nạn ra phù lục trong tay áo đứng ở bên cạnh trần bình an lý bảo bình và lý Huệ đứng gần cửa hàng thiếu niên áo trắng ngồi xe ngựa ở dưới xa phu vu lộc khống chế cũng lệch khỏi quỹ đạo con đường ban đầu đứng ở chỗ tới gần ven đường đám tiên sư trên núi của hoàng đình quốc trong mắt dân chúng dưới núi đó rất nhanh đã đến bên cạnh đoàn người trần bình an mùi lão nhân kia khẽ nhúc nhích sau đó toàn bộ người trẻ tuổi liền cùng nhau nhìn tới ánh mắt có khiêu khích có tò mò không ai giống nhau nhưng chủ nhân con rắn đỏ kia cuối cùng quát nhẹ một tiếng đem xúc sinh hoành hành không kiên kỵ đó quát tới bên người rõ ràng dễ thấy sư môn trưởng bối phụ trách chuyến này xuống núi lịch luyện mới vừa rồi đã từng nhắc nhở bọn họ ở dưới núi gặp đồng đạo thế lực trên núi không thể quá mức mãnh liệt vô lý lão nhân khi đi sát qua bên người bọn trần bình an còn phong phạm cao nhân mỉm cười hướng thiếu niên lâm thủ nhất gật đầu thăm hỏi hai bên cứ như vậy tường ăn vô sự tách ra nước giếng không phạm nước sông thiếu niên thôi sàm đi ra khỏi thùng xe một cước đá văng tạ tạ thật ra chưa chặn đường nhảy xuống xe ngựa dùng giọng trần bình an nghe được lạnh nhạt nói ở ngoài đại ly đều là như vậy trần bình an sau khi nhìn thấy đám người đó rời xa mới có người quan phủ đeo đao đi ra duy trì trật tự thật ra chẳng qua chỉ là đi qua sơn lộ cái mặt mà thôi trần bình an hỏi triều đình quan phủ không quản sao thôi giảm cười nói hoặc là không muốn quản hoặc là không dám quản hoặc là hận không thể làm chút gì đó cho các tiên sư trên núi trần bình an quay đầu nhìn về phía lý bảo bình và lý Hoè thấp giọng nói tiếp tục đi đường thôi sàm không ngồi xe ngựa nữa kẹp ở giữa bốn người cùng chiếc xe ngựa kia chậm rãi mà đi thiếu niên áo trắng mi tấm nốt rời son tay áo bay bay phong thái thần tiên tới gần miếu thành hoàng trên đường phần nhiều là thiện nam tín nữ tới đây thắp hương hai bên đường có rất nhiều sạp buôn bán đồ ăn đặc sắc cùng các loại đồ chơi trẻ con trần bình an mua cho lý bảo bình và lý hòe một người một xin mất quả sau đó hai đứa bé liền bắt đầu so đấu mất quả của ai lớn hơn sự thật chứng minh vận khí của lý hòe tốt hơn chút tổng cộng một chuỗi sáu viên thắng lý bảo bình bốn lần sau đó lý Huệ liền bắt đầu vui vẻ nhảy nhót giơ cao xiên mất quả kia vòng quanh trần bình an lâm thủ nhất chạy như bay lý bảo bình yên lặng ăn mất quả sau đó lặng lẽ vươn một chân lý Huệ chưa lưu ý liền vấp một cái ngã vổ ếch xiên mất quả kia trong tay lăn ra thật xa may mà hòm sách trúc nhỏ xanh lục buộc coi như chắc chắn lý Huệ ngồi ở trên đất khóc to xé tim xé phổi tiểu cô nương áo bông đỏ ngẩng đầu cố ý nhìn quanh bị trần bình an vừa bực mình vừa buồn cười cho nàng một cú gõ vào đầu đi đem lý hoài đang đạp hai chân nâng dậy lại mua cho đứa nhỏ đang đau lòng một xiên mứt quả lý hoài nín khóc mỉm cười tiếp nhận mứt quả sạch sẽ lại đi nhặt lên xiên mứt quả dính đầy bùn đất kia mỗi tay một chuỗi lần này tránh lý bảo bình xa một chút lắc mứt quả lý bảo bình trợn mắt nói ấu trĩ rất kỳ quái lý hoài giống như mặc kệ bị lý bảo bình bắt nạt như thế nào cũng chưa từng ghi hận vị tiểu cô nương theo học cùng trường này thậm chí tức giận cũng chưa nói tới nhiều nhất chỉ là bị ủy khuất tự mình đau lòng điểm này trên bình an cùng lâm thủ nhất đều muốn không rõ ràng lâm thủ nhất cái có thể giải thích vì vỏ quýt dày có móng tay nhọn lý Huệ liền cần lý bảo bình tới thu thập thiếu niên thôi sàm rất sớm trước đó đã thoát ly đội ngũ một mình ở trước một sạp tạp vật nghỉ chân không tiến lên vu lộc muốn dừng xe chờ thiếu niên áo trắng cũng không cảm kích đầu cũng không ngẩng lên phát tay bảo vu lộc đuổi theo bọn trần bình an hắn thì chọn trái chọn phải có chút chán ghét liền tính rời khỏi từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube Di các phim chủ sạp là người trẻ tuổi vẻ mặt lười biếng ban đầu có khách nhân thắp hương đi ngang qua sạp hỏi giá hờ hững cho nên việc làm ăn càng kém hơn khi mắt thấy thiếu niên áo trắng khí thái phú quý như là con em hào môn hạng nhất trong quận thành nhất là nhìn thấy thiếu niên không chút dấu hiệu động tâm lập tức thay đổi sắc mặt hoảng hốt từ trên ghế đứng lên cúi đầu cúi người nói mười mấy vật cũ này đều là đồ gia truyền tổ tiên trong nhà lưu lại ít nhất cũng nên có hai ba trăm năm lịch sử chỉ là hôm nay trong nhà gặp đại nạn cần bạc cấp nếu không hắn đánh chết cũng sẽ không lấy ra. Người trẻ tuổi nhìn qua là biết bị tử sắc vét sạch thân thể, thấy thiếu niên kia mặc kệ mình cổ động như thế nào, vẫn không mở miệng nói chuyện. Người trẻ tuổi đặt mông ngồi trở lại băng ghế, hắn nào có gan ép mua ép bán, trong quận thành một xúm lão gia thiếu gia xuất thân hào môn thế tộc đó. Người nào không phải nhổ bãi nước bọt có thể dìm chết bọn họ, huống chi nghe nói trong phủ những người đó, hầu như hàng năm đều có tiên sư trên núi ra vào, mỗi lần đều phải mở rộng cánh cửa lễ nghi, Ba đội hình to lớn, so với ngày lễ ngày Tết còn khoa trương hơn pháo bắn vang trời hận không thể người cả tòa quận thành đều biết nhà bọn họ đón khách quý thần tiên thiếu niên thôi sàm đột nhiên hỏi vật phẩm trên bàn đóng gói hết lại người lượng bạc có đủ hay không người trẻ tuổi dùng sức lắc đầu vẻ mặt cầu xin nói vị công tử này thực không phải tiểu nhân ta công phu sư tử ngoạm các bảo bối tổ truyền này thật sự là thứ tốt nhà ta từng thế hệ lưu truyền tới nay gia phả nhà ta từng ghi lại trong sạch rõ ràng tổ tiên từng làm thiếu sư thái tử hậu thuộc thái khanh triều như vậy đồ của lão tổ tông lưu lại cho dù một món bán bảy tám mươi lượng bạc không có phận đi người trẻ tuổi đỏ cả mặt lên cầm lấy một người lưu ly dài nửa tấc chỉ tiếc màu sắc ảm đạm bộ dáng không tốt người bán hàng rong trẻ tuổi nhưng người về phía trước thật cẩn thận đưa cho thiếu niên áo trắng công tử ngươi xem xét cho kỹ mỹ nhân lưu ly này nếu là nhãn lực tốt một chút ngay cả lông mi của nó cũng có thể thấy rõ còn có nếp nhăn vặt áo kia có thể xưng là hiện ra mọi chi tiết nhà lui một vạn bước để nói vật phẩm lưu ly hiếm lạ bực này cho dù phẩm chất bản thân lưu ly quả thật không cao nhưng một món mỹ nhân lưu ly lớn như vậy bán ba bốn bạc không tính là đen lòng nhỉ cộng thêm bảo bối to nhỏ khác công tử ra giá mười lượng quả thật là thấp công tử ngươi xin thương xót tăng giá một chút nữa thiếu niên thôi xàm cao mày cân nhắc một lát vậy mười một lượng người trẻ tuổi thiếu chút nữa bị một hơi của mình làm nghẹn chết ngây ra như phóng xin ngốc nhìn vị thiếu niên áo trắng đầy người khí chất thần tiên này cuối cùng giận dữ nói công tử ngươi cũng đừng chọc ta chơi thiếu niên thôi xàm cười ha ha hỏi có nhận ra bạc tuyết hoa không người trẻ tuổi sững sờ gật đầu cười khổ nói tự nhiên nhận ra cha của tiểu nhân một thế hệ đó cũng coi như ra môn phát triển con đường cách vách đường cái miếu thành hoàng này có mười mấy cửa hàng đều từng là sản nghiệp của nhà tiểu nhân thôi giảm từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc đập ở trên mặt bàn hai mươi lượng đại đi quan ngân đem đổi thành loại bạc thấp kém kia của hoàng đình quốc các ngươi như thế nào đều nên được hai mươi lăm lượng dư giả có đủ ôm trọn gói một đoàn đồ đầu đồng ngắt này hay không người trẻ tuổi từ trong nhà trộm ra những món đồ này giá trong lòng vốn là khoảng hai mươi lượng bạc lập tức mặt mày giãn ra vui vẻ vội vàng cầm lấy nén bạc đó siết chặt ở lòng bàn tay, lặng lẽ suy nghĩ một phen, lại lấy móng tay nhẹ nhàng khắc hoa, không sai, là vàng thật bạc trắng tỷ lệ vô cùng tốt. Sợ thiếu niên đổi ý, sau khi giấu kỹ nén bạc, hai tay kéo lên góc vải mép bàn, đột nhiên nhấc lên, đôi ba cái liền quấn thành một bọc đồ, vật bên trong va chạm với nhau, vang lộp cộp. Sau khi bộ chặt đầy về phía trước người thiếu niên áo trắng, cười không khép được miệng vị công tử này, thuộc hết về người. Thiếu niên thôi giảm sách bọc đồ, trêu ghẹo nói, người trẻ tuổi cười lấy lòng nói, tiểu nhân là người thành thật có tiếng của quận chúng ta làm ăn từ trước tới giờ chưa từng ức hiếp cho dù phụ nữ trẻ con công tử cứ việc yên một trong cái tâm vụ làm ăn này cam đoan công tử chỉ kiếm chứ không thiệt thiếu niên thôi xà một tay sách bọc đồ hướng miếu thành hoàng bên kia đuổi theo đám người trần bình an một đường đẩy nhanh bước chân sau khi tới gần xe ngựa đem bọc đồ tùy tay vứt cho tạ tạ lại đến bên cạnh trần bình an chỉ vào nóc nhà bắt mất miếu thành hoàng cách đó không xa giới thiệu tòa miếu thành hoàng lớn nhất hoàng đình quốc này tương truyền ở những năm cuối của tiền triều tây thục quản hạt thành hoàng mấy châu cho nên mái hiên lợp ngói lưu ly li màu xanh lục quy cách cực cao thành hoàng các miếu bình thường khẳng định không dám lợp loại mái ngói quý báu này địa chỉ ban đầu cũng không ở chỗ này sau khi thay đổi triều đại họ hồng nắm giữ quốc gia mới rời tới xây ở địa chỉ bây giờ thật ra địa chỉ ban đầu của tòa thành hoàng các này là nơi không tệ có cái giếng nước cũ là một linh tuyền hôm nay bị một sơn môn của hoàng đình quốc cải tạo thành khách sạn chuyên môn tiếp đãi người trong tu hành cùng gia đình phú quý trên dưới triều giã linh khí linh tuyền phát ra có trợ giúp tu hành loại địa phương này ở thế tục dưới núi chỉ có thể gặp chứ không thể cầu trần bình an hỏi đắt không thôi sảm nghĩ nghĩ đối với người mà nói đắt chết luôn trần bình an liếc mắt bên cạnh đang ở ngóng nhìn miếu thành hoàng kiều diêm sống thú lâm thủ nhất nhẹ giọng hỏi như thế nào cái quý thôi sảm cười nói một người một đêm ít nhất bạc trắng trăm hai đi tối tới gần nọ vậy nước miếng tỉnh sân phòng nhắm chừng sẽ phiền một phen còn không chỉ thân là quốc sư đại ly thôi sảm lúc trước nắm giữ một bộ phận hệ thống tình báo của vương triều chuyên môn nhằm vào thế lực trên núi của đại ly cùng quốc gia xung quanh như tin tức lớn nhỏ của hoàng đình quốc tỏa quận thành này lịch sử biến thiên của miếu thành hoàng thuộc về một trong những nội dung tình báo nhất định phải xem về phần vì sao hiểu biết giá cụ thể địa chỉ ban đầu khách sạn chỉ là quốc sư thôi giảm ở lúc rảnh rỗi tạm thời dùng để giải buồn tiêu khiển mà thôi hơn nữa nói không chừng vào cung yết kiến hoàng đế bệ hạ thời điểm còn có thể coi là một đề tài câu chuyện thú vị khi vô tôi đánh cờ trần bình an đè thấp giọng hỏi nếu trên tay ta có một đồng tiền kim tinh mà nói đổi thành bạc là bao nhiêu lượng thiếu niên áo trắng đưa tay chỉ chỉ miếu thành hoàng càng lúc càng gần không nói chuyện trần bình an nghi hoặc nói có ý tứ gì thôi sàm kể nói ý tứ của ta chính là một ngọn núi bạc giá trị lớn như vậy trần bình an hơi há hốc mồm nhìn miếu thành hoàng diện tích rộng lớn kiến trúc kéo dài vụng trộm đỡ phủ ba lô phía sau mình khi thiếu niên giày rơm phát hiện mình đeo một ngọn núi bạc đột nhiên cảm giác có chút nặng thôi sàm đem chi tiết này ghi ở trong mắt lại không thể hiện gì cả trần bình an do dự hồi lâu ở trước khi sắp tiến vào miếu thành hoàng dừng bước hỏi thôi đông sơn ta có thể mượn ngươi bạc hay không thiếu niên áo trắng như luôn luôn chờ câu này của trần bình an hai tay khép ở trong tay áo cười tùng tìm gật đầu nói đương nhiên có thể ngươi có thể đem ta coi là một vị bách bảo đồng tử muốn tiền có tiền muốn pháp bảo có pháp bảo chỉ có thứ ngươi không nghĩ tới không có thứ ngươi không lấy được trần bình an hạ quyết tâm chậm rãi nói vậy chúng ta đêm nay sẽ ngủ ở khách sạn đó sau đó mặc kệ ở bao lâu thời gian tất cả chi tiêu tạm thời do ngươi ứng ra sau đó ngươi báo cho ta một con số lợi tức ngươi quyết định tương lai trở lại huyện Long Tuyền, ta cả vốn lẫn lãi cùng nhau trả lại cho ngươi, được không? Thôi giảm rút một bàn tay ra khỏi tay áo, sờ tay nói, lợi tức thì thôi, đến lúc đó còn cho ta tiền vốn là được, cho người ta điều kiện chính là điều kiện của mình mà. Ngay lúc này, trong tay Lý Hoài cầm nửa sâu mất quả, đột nhiên ngồi xổm xuống, mở to mắt chăm chú nhìn giày của thiếu niên áo trắng. Thì ra trên giày của Thôi Sàm có một con châu chấu toàn thân trắng như tuyết, sau khi bị Lý Hoài nhìn thẳng, con châu chấu cổ quái vốn muốn theo áo bảo hướng lên trên trèo lên lập tức cứng ngắc bất động lý hoài nhìn món đồ chơi nhỏ lòng hiếu kỳ nổi lên muốn đưa tay đi bắt nó con châu chấu nhỏ màu bạc trắng đã bị dọa sợ không dám tiếp tục giả chết nữa lập tức động tác linh hoạt nhảy lên chân trước ôm lấy sợi tơ tinh mịn của áo ngoài thôi xàm nhanh chóng bỏ chạy nhanh chóng tới bên hông thôi xàm cuối cùng nhảy một cái trèo ở dưới cổ tay áo khẽ lắc lư thiếu niên áo trắng khuôn mặt tươi cười như thường tay phải khẽ xoay cổ tay hai ngón tay bắt lấy châu chấu nhẹ nhàng nắm hờ trong lòng bàn tay hướng cổ tay áo trái nét vào một màn càng thêm ngạc nhiên xuất hiện con châu chấu trắng hư tuyết kia nhảy nhót ở trong lòng bàn tay thiếu niên như băng tuyết tan rã, nháy mắt biến thành một nén bạc chỉ là nén bạc thế mà còn có thể nhúc nhích Giấu trong tay áo nén bạc hoặc nói là châu chấu thiếu niên áo trắng nhìn quanh vu lộc và tạ tạ hai vị thiếu niên thiếu nữ đến từ lô thị vương triều này nét mặt bình thản mà trần bình an đám quay mùa đến từ ly châu động thiên này thì người nào cũng chấn động thôi giảm hiển nhiên không muốn nói thêm gì quay đầu nói với vu lộc ngươi và tạ tạ cô nương đi thỉnh một ít hương để chúng ta vào miếu thành hoàng dùng tốt nhất thuận tiện mua cái ống hương đương nhiên đừng quên mua cái hình thức thanh lịch một chút bằng không tiền ống hương ta cũng không trả thiếu niên cao lớn mang theo thiếu nữ ngam đen cùng đi thỉnh hương trần bình an một lời nói toạc ra thiên cơ thôi đông sơn nén bạc này là tiền ngươi lúc trước mua bọc vật phẩm đó hả à? nó sao lại biến thành châu chấu chạy về rồi thiếu niên áo trắng vẻ mặt vô tội ta rõ ràng đã trả tiền tiền hàng thanh toán xong nhưng bạc tự mình mọc chân cứ muốn chạy về tới tìm ta ta cũng rất khó xử lý hoài còn ngồi ở trên mặt đất vẻ mặt cực kỳ hâm mộ chực chực nói thật sự là thứ tốt nha, ta nếu là có nén bạc như vậy, đi khắp thiên hạ cũng không khó. Thiếu niên áo trắng cúi đầu cười hỏi, người thích, có muốn không? Tiểu gia hỏa này tên là trùng ngân, bọ bạc, không có tác dụng gì, chỉ có thú vị. Nguyên do loại tinh quái này sinh ra không thể hiểu hết, dù sao kho bạc cỡ lớn của rất nhiều phương triều, 100 năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một con bọ bạc, hơn nữa cho dù xuất hiện, cũng không lớn, biến ảo ra bộ dáng bạc, nhiều lắm chỉ là khối bạc vụn lớn một chút, lớn như con này trong tay áo, rất ít gặp rất ít gặp cho nên ta mới nguyện ý mang theo trên người, hơn nữa nó không sợ nước lửa, cho dù thừa nhận lực lượng vạn quân, cũng không tổn thương chút nào, mặc kệ ngươi cắt thành mấy chục khối, chỉ cần chất đống một chỗ, nó đều có thể nhanh chóng khôi phục đầy đủ diện mạo. Lý Hoè, nếu ngươi muốn, ta có thể tặng cho ngươi. Lý Hoè đứng lên, nghiêm trang trả lời, ta chỉ có một tỷ tỷ, tên Lý Liễu, nhưng tỷ ấy tạm thời coi như là thê tử của A Lương. Thiếu niên áo trắng biết phong cách nói chuyện của thằng nhóc này tặng không lấy hay không, ta cũng không có ý gì đối với chị của ngươi. Lý Hoài hỏi vậy ta về sau ăn cơm trả tiền mang theo bọn trần bình an bữa nào cũng ăn ngon nó có phải mỗi lần đều có thể tự mình chạy về hay không thôi sàm cười tùm tìm gật đầu run lên tay áo đem nén bạc đó chấn động rớt xuống cổ tay áo đưa cho lý hoài lý hoài muốn tiếp nhận nén bạc động tác thoáng tạm dừng quay đầu nhìn về phía trần bình an ở bên trần bình an nói ăn cơm đương nhiên phải trả tiền không thể biến đổi biện pháp quỵt nợ thôi đông sơn thế nào ta không quản nhưng lý hoài ngươi là đệ tử của tề tiên sinh lý hoài lập tức đặt hai tay ở sau người dính sát vào mông, hướng thiếu niên áo trắng lắc đầu nói, "Ai, vẫn là thôi đi." Trần Bình An tiếp tục nói, "Lý Hoè, ta còn chưa nói xong, nhưng bọ bà có thể thu lại, người ta ý tốt tặng cho người thứ tốt, ngươi nhận lấy trước rồi nói sao, về phần về sau sử dụng như thế nào, vậy về sau lại dựa theo quy củ." Mắt Lý Hoè sáng lên, đoạt lấy nén bạc trong tay thiếu niên áo trắng, muốn nhét vào trong lòng mình, nghĩ một chút, vội vàng xoay người, đưa lưng về mọi người, mở ra cái hòm sách nhỏ, đem nén bạc và ném vào bên trong thiếu niên thôi sàm hầm hờ thu tay bất đắc sĩ nói thật sự là hàng năm đánh ưng bị ưng mổ mắt phu lộc đã mua được một cái ống hương gỗ hoàng dương chế tác hoàn mỹ đựng đầy một ống thẻ hương đủ mọi người nhiều lần vào miếu thắp hương trừ tạ tạ cần trông coi xe ngựa bên đường đoàn người còn lại đi vào miếu thành hoàng sau khi mỗi người dâng hương xong nhìn thấy một bộ câu đối của chủ điện lâm tử khứ trích lạc đắc kiết nhiên nhất thân phó âm ti thủy vấn tử tôn an tại đáo đầu lai đồ lưu hạ thiên cổ mạ danh lai địa phủ phương chi vạn sự giai hưu thành hoang gia ở giữa địa vị cao, hai bên có tá lại dưới quyền, tá lại, từ cổ, dùng để chỉ trường quan thuộc về địa phương, theo thứ tự xếp ra, thành thế lớn, chỉ riêng bức tượng thần có được danh hiệu tướng quân đã nhiều tới 8 tòa, phân biệt là chủ quan 8 tỷ gồm âm dương ti, tốc báo ti, chú thọ ti ở bên trong. Thiếu niên thôi xàm còn nói miếu thành hoàng quy cách cao nhất Bảo Bình Châu cũng chỉ dừng lại ở đây, nhưng tòa thành hoàng các đảo đó lớn nhất trên đời này có được nhiều tới 24 ti, ngay cả kiểm bộ ti, khu dịch ti cùng học chính ti cũng có hầu như có thể so sánh triều đình một nước nhỏ lâm thủ nhất xem say xưa lý bảo bình trái lại hứng thú không cao lý hoài lá gan nhỏ nhất cũng chỉ dám gắt gao đi theo bên người trần bình an cẩn thận nhìn kỹ tranh tường nổi tiếng 18 tầng địa ngục trên tường trong chủ điện làm người ta cảm thấy chuyến đi này không tệ sau khi đi ra khỏi chủ điện sau điện là một đại sảnh tương tự huyện nha sử án thành hoàng gia ngồi ngay ngắn ở sau bàn lớn đôi bên văn võ phán quan đứng thẳng câu đối ngoài sảnh lại chỉ có một nửa tâm thành thì linh không cần ngươi dập đầu mau chóng thối lui vế dưới lại một mảng trống trơn. Lý Bảo Bình lần này đã có hứng thú, bắt đầu tự mình cân nhắc nội dung vế dưới, nhưng như thế nào cũng không hài lòng, cao mày, không muốn nhận thua. Thiếu niên thôi sàm và vu lộc cũng đều đứng ở phía dưới câu đối trống. Trần Bình An thì mang theo lâm thủ nhất và lý hòe, ở cửa hướng trong đại sảnh nhìn xung quanh, bên trong có tượng phủ phục dập đầu, có tượng đeo gông xiềng, có tượng thì cúi đầu quỳ xuống. Có một vị lã giả thanh sam không mang theo gia quyến, nhìn thấy hòm sách trúc xanh lục bắt mắt của đám người Lý Bảo Bình, hiểu ý cười tới gần thiếu niên thôi sàm cùng nhau ngửa đầu nhìn về phía câu đối trống cười hỏi các vị tiểu phu tử đã nghĩ ra về dưới hay chưa thôi sàm ngoảnh mặt làm ngơ lý bảo bình một khi nghiêm túc nghĩ sự tình sẽ hết sức chuyên chú là thật sự chưa nghe thấy chỉ có vu lộc mỉm cười đáp nghĩ đến một ít nhưng bản thân cũng không hài lòng thật sự là quá mức thiếu gấm chấp vải thô không bao xấu với lão tiên sinh lão nhân cười to sang sảng nâng tay chỉ chỉ câu đối về câu đối này quận thành vẫn luôn chuyển lưu một quy cục bất thành văn vô luận là người hay quỷ là tinh nhị hay cổ quái chỉ cần ai có thể đủ viết ra một với giới thuyết phục được mọi người thì có thể trở thành khách quý của lão thành hoàng vu lộc nghi hoặc hỏi lão tiên sinh như thế nào mới tính là thuyết phục mọi người thiếu niên thôi giảm lời biếng nói để tay lên ngực tự hỏi lý bảo bình vừa vẫn nghĩ ra vấn đề một chút đụng phải chướng ngại vật đúng lúc sau khi nghe được một hỏi một đáp tiểu cô nương liền theo bản năng bổ sung dạ thâm nhân tĩnh lương tri thanh minh môn tâm tự vấn thoát khẩu nhi xuất lão giả thanh sam tóc trắng xóa chậm rãi gật đầu tuy tiểu cô nương áo bông đỏ cuối cùng chưa thể nghĩ ra về dưới thích hợp nhưng vị lão nhân kia vẫn cố ý muốn đưa bọn họ tiễn ra ngoài miếu thành hoàng đứng ở trong cửa hướng mọi người mỉm cười cáo biệt sau khi rời khỏi miếu thành hoàng cổ xưa này chân bình an hướng người ta hỏi khách sạn kia kết quả ai cũng mờ mịt không biết giống như quận thành căn bản là không tồn tại nơi này chỉ lanh nhìn về phía thiếu niên áo trắng thiếu niên thôi sàm cười hỏi bằng không hay là quên đi ta cũng là nghe được một ít tin vừa hè chưa chắc đã là thật hơn nữa nếu thật sự không có nơi ăn vàng nuốt bậc như vậy ngươi cũng không cần vay tiền từ ta trần bình an nhìn lâm thủ nhất người sao không hiểu ra sao trần bình an chấp nhất nói các người chậm rãi đi dạo chợ trước ta hỏi một chút nữa thiếu niên giày rơm đeo ba lô một mình bước nhanh chạy bước nhỏ về phía trước ở cách xa đội ngũ hỏi một người rồi lại một người thiếu niên thôi sàm đi về phía xe ngựa vẻ mặt mơ hồ không vui nhịn không được oán thầm trần bình an ngươi cho dù đeo một núi vàng núi bạc nhưng đây là hoạt động tiêu tiền như nước chảy cuối cùng vẫn là làm áo cưới cho người khác cần phải ân cần như thế sao khi thiếu niên áo trắng khom lưng nhấc lên rèm xe quay đầu nhìn lâm thủ nhất chẳng hay biết gì thiếu niên ánh mắt tối tăm ở giờ khắc này đột nhiên có chút ghen tị trần bình an cuối cùng chỉ hỏi được địa chỉ cũ miếu thành hoàng chưa từng có ai nghe nói khách sạn kia trong miệng thôi sàm quận thành này là thành thị lớn bắc bộ hoàng đình quốc muốn chạy tới địa chỉ cũ của lão thành hoàng hầu như phải đi qua được quận thành để mọi người theo một người đi đường cuối cùng chỉ điểm đã tới gần hoàng hôn chỉ phát hiện một bức tường cao màu son lại tìm rất lâu mới thật không dễ dàng gì tìm được một ngõ lối vào không bắt mắt miễn cưỡng có thể cho đi hai chiếc xe ngựa càng đi vào trong càng làm người ta cảm giác có động thiên khác trong khe hở giữa gạch đường dưới lòng bàn chân thỉnh thoảng tản mát ra một làn sương mù nhạt sau khi bay vào tường cao ở hai bên chậm rãi hội tụ như dòng suối chậm rãi chảy xuôi ở mặt tường mơ hồ có tiếng vang của nước chảy thiếu niên thôi cảm thấy bọn chân bình an nghi thần nghi quỷ giải thích ngõ nhỏ này là một trong những thương hiệu của khách điếm này tên là ngõ hành vân lưu thủy kế tiếp vào cửa chính tòa nhà hẳn là lập tức có thể nhìn thấy một bức ảnh bích trăng sáng ảnh bích bức tường trước cửa chắn tầm nhìn thẳng vào tòa nhà bởi vì trong ảnh bích có tinh phách lai -like lịch không rõ sống hình thái bất định trên đại thể tương xứng với mặt trăng sáng tối tròn khuyết toàn bộ hiển lộ ra ở trên ảnh bích nhưng ảnh bích thật sự đáng giá còn phải là nhật nguyệt kết hợp nếu nhỡ đâu có thể thêm chút tinh tượng hình ảnh tinh tú chỉ sợ phủ đệ tiên gia đầu chữ tông cũng sẽ phớt bỏ thể diện ra tay điên cuồng tranh cướp cuối ngõ nhỏ là một cánh cửa lớn trên cửa điêu khắc hai vị môn thần hoa văn màu cao lớn so với nam tử trẻ khỏe còn cao lớn hơn uy mạnh lẫm liệt dáng người khôi ngô đều mặc giáp trụ màu vàng một người cưỡi hồ cầm kiếm một người cưỡi dao nâng đao hai vị môn thần trợn mắt nhìn ngõ nhỏ bởi vì là tượng gỗ điêu khắc nổi mà không phải chất liệu giấy của người thường cho nên cho người ta một loại cảm giác áp bách sinh động mãnh liệt lý hoè vụng trộm nốt ngụm nước bọt cảm thấy mình vẫn là ăn ngủ đỉnh núi càng thêm tự tại thoải mái hơn chút cửa chính chậm rãi mở ra một vị phụ nhân xinh đẹp có một đôi con người hoa đào uốn éo vòng eo vượt qua cửa chậm rãi đi ra phía sau có hai vị nữ tử tuổi thanh xuân trải hai búi tóc bên hông đều tự đeo có một cây trường kiếm vỏ xanh các nàng chưa theo phụ nhân đi về phía đám khách nhân đó mà là đứng ở cửa mỹ phụ nhân trùng đầu gối chào rất có tác phong nô gia lưu gia hủy gia của gia khánh hủy của hoa hủy hoa cỏ hủy mang nghĩa cỏ tên thật sự khó vào được nơi thanh nhã các vị khách quý gọi ta ra hủy là được xin hỏi các khách quý là muốn ở ngủ lại khách sạn thu lô của chúng ta phải không? Trước đó có hẹn trước không? Lúc phụ nhân nói chuyện, tầm mắt của nàng nhìn thẳng tắp về phía vị thiếu niên áo trắng làm mắt người ta sáng người kia. Chỉ là thiếu niên tuấn Mỹ đó thờ ơ, cực kỳ vô lễ. Mỹ phụ nhân và Mỹ thiếu niên đối diện nhau, người trước tuy trong lòng có chút không vui, trên mặt vẫn là ý cười không thay đổi. Hai tỷ nữ ở cửa thì có chút tức giận rõ ràng. Trong quận thành, ai dám bất kính với phu nhân nhà mình như thế? Ngay cả quận thủ đại nhân thân là đại quan biên giới một phương, nếu là ở lúc giao du hoặc thắp hương gặp phu nhân, luôn lấy lễ đối đãi khách khách khí khí gọi một tiếng lưu phu nhân hoặc là nhị đương gia một khi có việc muốn nhờ cần khách sạn thu lô hỗ trợ giật dây bắt cầu càng sẽ giáp mặt tôn xưng là lưu tiên sư khóe mắt mỹ phụ nhân nhanh chóng liếc qua lâm thủ nhất vẻ mặt lạnh lùng vẫn chưa phát hiện khác thường liền tiếp tục tập trung nhìn về phía thiếu niên áo trắng dịu dàng hỏi vị công tử này cảm thấy ta cùng khách sạn thu lô có gì không ổn phải không đến nơi này mới cảm thấy thất vọng hữu danh vô thực thiếu niên thôi xàm có chút không kiên nhẫn đưa tay chỉ chỉ thiếu niên giày rơm bên người ngươi bái lầm bồ tát rồi tránh chủ quản tiền là vị này trong lòng phụ nhân kinh ngạc vội vàng một mình nhún chân chào riêng trần bình an xem như nhận lỗi không đợi phụ nhân nói chuyện trần bình an nhìn cửa chính sau khi thu hồi tầm mắt hít sâu một hơi hạ quyết tâm chúng ta tương đối nhiều người phòng đủ không phụ nhân cười quyến rũ đủ sao không đủ tuy sắp tới chính là đại điển hiến tế thủy thần miếu ba năm một lần của quận ta tiên sư các nơi đều đến cổ động cho quận thủ đại nhân khách sạn thu lô làm ăn coi như tạm được nhưng các vị khách quý đại giá quang lâm vẻ vang cho hàn xá này cho dù ta đem tiểu viện của mình nhường ra lâm thời dọn đi khách sạn lưới xá nơi khác cũng tuyệt không dám để các khách quý mất hướng mà về cuối cùng trần bình an lấy một sân nhà lớn tên là thanh lộ vị trí tới gần nhất cái giếng nước cụ kia của lão thành hoàng xem như nhà sân chữ thiên của khách sạn thu lô sở dĩ để chống đến bây giờ thật sự là giá quá mức cao không tính tiền theo đầu người dù sao một ngày là hai ngàn lượng bạc người ngủ lại khách sạn thu lô không thiếu người tu đạo đạt được thân phận luyện khí sĩ nhưng chuyện tu hành nếu là sẽ không tính toán tỉ mỉ cùng yến tử hàm nê không có gia tộc cùng chỗ dựa nội tình hùng hậu hoặc là bản thân không có thủ đoạn phát tài ngày kiếm đấu vàng trong túi sẽ cực kỳ túng quẫn so với tiên sư phú khả địch quốc trong tưởng tượng của dân chúng phố phường hoàn toàn là hai việc khác nhau cái giếng cũ kia của khách sạn thu lô quả thật là chỗ mắt suối linh khí tràn đầy nhưng đối với luyện khí sĩ mà nói vì thế trả giá một ngày hai ngàn lượng bạc là làm ăn lỗ vốn tuyệt đối không có lời cho nên dân nhà này càng nhiều là bút tích đập tiền mà quyền quý địa phương phú giáp một phương dùng để chiêu đãi đại lão quan trường cùng giang hồ hào hiệp lưu phu nhân tự mình mang theo đám khách quý tới từ nơi khác này xuyên qua hành lang cuối cùng tới một sân nhà ưu tĩnh ở góc sân sinh trưởng một bụi chuối tây lớn có một cái vại nước bằng đá cao bằng nửa người nơi dưỡng một đàn cá chép đủ mọi màu sắc hoa sen trên mặt nước có bông sen nhỏ mới nhú lưu phu nhân cười chỉ chỉ một cái chuông đồng trên bàn đá nói nếu có chuyện gì các ngươi chỉ cần nhẹ nhàng lắc chuông đồng sẽ có nhà hoàn tay chân lanh lợi chạy tới sân. Tiếp đó cửa sau bên kia của khu sân nhà này, đẩy cửa trúc đi hướng bắc hơn 30 bước, có thể nhìn thấy một cái đỉnh nghỉ mát, tên là đỉnh rừng bước, đặt ba tấm bồ đoàn, tiên sư có thể ở trong đỉnh thổ nạp linh khí, giếng nước bên kia, không mở ra với bên ngoài, hy vọng các ngươi thông cảm. Trần Bình An gật đầu nói, chúng ta nhớ rồi, sẽ không vượt qua đỉnh rừng bước, tự tiện đi về phía cái giếng cũ. Lưu phu nhân nheo lại đôi mắt hoa đỏ xuân ý thiên nhiên kia, nụ cười chân thành, dịu dàng nói, suy bụng ta ra bụng người tức là phật tâm lý bảo bình tò mò hỏi lưu phu nhân các người cửa lớn bên kia không phải nên dựng sừng sững một bức ảnh bích sao lưu phu nhân thở dài không muốn nói kỹ về tin tức trong đó hàm hồ dẫn đề tài đi lúc trước đã xảy ra chút chuyện nhỏ anh bích mất đi dị tượng ánh trăng liền dứt quát sỡ đi bốn gian phòng lý bảo bình và tạ tạ một gian lý Hòe cùng trần bình an thôi sàm và vu lộc một gian cuối cùng để lại cho một mình lâm thủ nhất đã là luyện khí sĩ bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube di các phim sau khi tiến vào nơi đây lâm thủ nhất rất chân thực cảm nhận được thần thanh khí sảng loại cảm giác huyền diệu đó giống như là trước kia ở trong mưa to lầy lội chạy đi mỗi một bước đều phải từ trong bùn lầy rút chân ra hôm nay sau khi trời quang mây tạnh đường khô giáo không nói còn đổi một bộ quần áo sạch sẽ cảm giác đi ở trên đường tự nhiên sẽ thích ý thoải mái giống như toàn thân đều đã thay ra đổi thịt lâm thủ nhất liền có chút buồn bực ẩn trong quận thành nhộn nhịp thế mà còn có một mảnh phúc địa có lợi cho tu hành như vậy nhưng suốt cả quãng đường cũng chưa gặp được bất cứ khách nhân nào khác Dựa theo Lưu Phu Nhân nói, khách sạn Thu Lô làm ăn không kém, so với lúc trước bọn họ ngẫu nhiên từng ở vài lần khách sạn thành trấn, hỗn loạn, náo nhiệt, khác biệt là rất lớn. Trần Bình An ở sau khi Lưu Phu Nhân rời khỏi, trước đem cái gùi đặt ở trong phòng, từ trong gùi lấy ra một cái hộp gỗ âm trầm, bên trong đặt song song bốn cây châm ngọc hình thức đơn giản nhất, hai cây châm trong đó là ngọc mỡ dê, ấm áp nhãn nhụi, còn có tính chất ngọc bít cùng hắc ngọc, tính cả hòm ở bên trong, cùng nhau tiêu của Trần Bình An 100 lượng bạc. Ở trên đường tìm khách sạn Thu Lô, họ đi ngang qua một cửa hàng ngọc thạch trần bình an vốn định chỉ đi vào tùy tiện ngó mấy cái tăng thêm kiến thức mở rộng tầm mắt là được rồi kết quả lép một cái liền nhìn chúng chúng nó bốn cây châm im lặng nằm ở trong hộp gỗ đã mở ra dễ gần đáng yêu làm người ta sinh lòng thích sau khi trần bình an nghe chủ nhân cửa hàng nói ra cái giá làm người ta táp lưỡi kia hạ quyết tâm không nghĩ nhiều cái gì nữa nhưng thôi xả mấy lần ám chỉ hắn nhất định phải mua hộp châm ngọc này cuối cùng dứt khoát tuyên bố nếu là trần bình an không ra tay thôi đông sơn hắn muốn mua trần bình an cắn sang một cái liền thương lượng tốt với tên kia, cùng với tiền ngủ nghỉ, ghi sổ trước. Vì thế Trần Bình An nợ thiếu niên áo trắng số tiền đầu tiên, 100 lượng bạc, không nhiều, nhưng tuyệt đối không tính là ít. Chủ tiệm đưa tặng Trần Bình An một con dao khắc nhỏ thợ ngọc chuyên dụng, đồng thời giải thích cho thiếu niên một lần ba loại chất liệu ngọc cứng mềm khác nhau, hạ đau nên nặng nhẹ có khác biệt. Trần Bình An không bỏ sót một chữ nào lặng lẽ ghi nhớ ở trong lòng. Trần Bình An ở trên đỏ tú hoa giang, cây trâm ngọc bích tể tiên sinh đưa tặng đã không cánh mà bay. Hắn lúc ấy đã từng nói với Lý Bảo Bình, về sau nếu có cơ hội, mình sẵn mua một cây châm, khắc lên tám chữ đó. Hôm nay chẳng qua là từ một cây châm biến thành bốn cây mà thôi. Lý Hoè sau khi đem cái hòm sách nhỏ đặt ở chân tường, ngửa ra sau ngã vào trên giường, mặt đầy say mê nói, thật sự là nơi thần tiên ở mà, cha mẹ cùng tỷ bọn họ không có cái phúc phận này. Đứa nhỏ nhớ tới một chuyện, vội dậy, ngồi sổm góc tường sau đó mở ra hòm sách, mò mẫm một phen, dứt khoát đem rối gỗ vẽ màu cùng tượng đất mọi vật ở bên trong, chuyển hết ra ngoài đặt ở bên chân. Lý Hoè thò đầu vào hòm sách trống rỗng, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía bóng lưng Trần Bình An, tuổi thân oan ức nói, thôi Đông Sơn quả nhiên không phải thứ tốt, nén bảo đó không thấy nữa. Trần Bình An, làm sao đây, ta có thể đi đòi về không? Trần Bình An đem hộp gỗ cùng dao khắc đều đặt lên bàn, sau đó bắt đầu suy nghĩ xuất thần, vẻ mặt thiếu niên nghiêm túc, như đối mặt kẻ địch lớn. Sau khi nghe được lý hỏa oán giận, Trần Bình An quay đầu cười nói, bọ bạc hôm nay là vật của ngươi rồi, nếu thật sự ở chỗ hắn, ngươi đương nhiên có thể đòi về. Lý Hoè vội vã chạy ra khỏi phòng ta đi tìm Thôi Đông Sơn tính sổ. Trần Bình An nhắc nhở nhớ rõ nói chuyện hẳn hoi với người ta. Trần Bình An đi đóng cửa lại, ngồi trở lại bên cạnh bàn, hai ngón tay kẹp lên con dao khắc ngọc nhỏ hẹp tinh xảo đó, lặng lẽ cảm thụ trọng lượng của nó. Cây châm kia của chính hắn nên điều khác cái gì? Rất đơn giản, chính là tám chữ nhỏ khác trên cây châm nọ lúc trước đánh mất. Ngô Niệm Quân Tử ôn kỳ như ngọc, nhưng ba cây châm ngọc còn lại, hắn tính phân biệt tặng cho ba người bọn Lý Bảo Bình là món quà chia tay khi tới thư viện Đại Tùy bảo bình, thủ nhất, khỏe ấm, cuối cùng, Trần bình an dùng sức vào đầu cũng chỉ có thể nghĩ ra ba cái ý kiến như vậy, tuy tuyệt không lịch sự tao nhã, nhưng dù sao có thể cam đoan sẽ không mắc lỗi. Lâm thủ nhất đột nhiên để cửa ra, đứng ở ngoài cửa, nổi giận đùng đùng Trần Bình An, người có phải điên rồi hay không? Tận hai ngàn lượng bạc, chỉ vì ở đây một đêm. Trần Bình An mờ mịt quay đầu, nhìn thiếu niên cực kỳ xa lạ. Bên cạnh Lâm thủ nhất xuất hiện một thiếu niên áo trắng hai tay cho vào trong tay áo, nụ cười muốn ăn đòn. Lâm thủ nhất tức giận đến môi run run, đưa tay chỉ vào Trần Bình An hai ngàn lượng bạc. Trần Bình An ngươi là con quận thủ lão gia, hay là hoàng thân quốc thích ghê gớm hơn nữa? Trần Bình An nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng buông ra điêu khắc, đứng lên, đang muốn nói chuyện, Lâm Thủ Nhất đã xoay người xài bước rời đi. Lý Hoè gión ra gión rén chuồn vào nhà, trong tay cầm lấy nén bạc nọ. Đứa nhỏ này căn bản không dám xen vào vũng nước đục này, ngồi ở mép giường bên kia, sắc mặt có chút tái nhợt. Trần Bình An liếc thiếu niên áo trắng, một lần nữa về lại ghế, thôi sàm dựa chéo vào cửa phòng, tên đầu sỏ này còn không quên đổ thêm dầu vào lửa mùi vị lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú không dễ chịu nhỉ trần bình an không để ý tới hắn thôi sàm nghĩ một chút đi vào trong phòng ngồi ở đối diện bàn trần bình an một tay chống cằm cười nhìn về phía trần bình an tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu ngươi nói lâm thủ nhất sẽ đem hầu bao tư nhân của ngươi coi là tài sản chung của đội ngũ các ngươi hay không cho nên ngươi lần này tiêu tiền rõ ràng là vì hắn tu hành nhưng lâm thủ nhất tính tình trưởng thành sớm hơn nữa sớm có khái niệm đối với tài vật ở sau khi cân nhắc lợi hại một phen vẫn cảm thấy mình thiệt, cho nên mới hướng người phát hỏa. Ta cảm thấy loại khả năng này là có, sắc mặt Trần Bình An chưa có gì biến hóa. Thôi Sàm cười hì hì nói, có phải cảm thấy ta chính là cây gậy ngoái phân hay không? Thôi Sàm lầm bầm, vậy ngươi hiểu lầm ta rồi, lấy cái ví dụ, lúc trước ta vì mua một bao đồ đồng nát đó, chả nén bạc kia, nhưng bọ bạc rơi vào trong tay người xa lạ, sẽ gặp thời cơ hóa thành châu chấu, chuồn chuồn các thứ, trở về bên người chủ nhân, cho nên người sẽ cho rằng ta là lấy thuật pháp lừa người khác, đúng hay không? Sai rồi, mười phần sai người nọ chính là con bạc được ăn cả ngã về không xem ký số của hắn là quỷ đoàn mệnh chết sớm không biết tích phúc nếu ta cho hắn tiền tới thóc thật làm tiền đánh bạc mới là hại hắn nói không chừng vài ngày tới đây sẽ chịu khổ tai họa bất ngờ hôm nay tạm thời không có bạc đi đánh tên phá gia chi tử này lại từ trong nhà trộm đồ ra bán vãi ngược lại có thể khiến hắn sống lâu thêm vài ngày trần bình ăn rốt cuộc mở miệng bắt đầu từ lúc ngươi xuống xe giới thiệu miếu thành hoàng lại chưa chảy nói về khách sạn thu lô này thật ra là đang đào hố cho ta nhỉ nhưng ta không nghĩ ra chuyện hại người mà không lợi cho mình làm có ý nghĩa gì thiếu niên áo trắng nghiêng đầu hai ngón tay thay phiên gõ mặt bàn từng có người tuổi lớn hơn ngươi một chút trong tay giấu một con dấu có khắc bốn chữ thiên hạ nghênh xuân thiếu niên áo trắng lâm vào trầm ngâm trần bình an hỏi sau đó thiếu niên áo trắng lấy lại tinh thần dài dây nốt ruồi son ở mi tâm nghĩ đến khí hậu cổ quái trên cả hành trình càng xác định một việc hẳn là đúng như mình đoán con dấu kia tể tĩnh xuân tặng cho thiếu niên triệu siêu ý nghĩa trọng đại chỉ tiếc mình xuất hiện thiếu niên vừa trải qua thăm dò liền lựa chọn bo bo giữ mình mặc kệ là vì tiền đồ của bản thân hay là an nguy gia tộc thiếu niên đến cùng là hai tay dân con dấu như vậy vật con dấu ẩn chứa sẽ tự nhiên mà vậy quay về thiên địa khó trách năm nay khí hậu cuối xuân dài như thế nhưng thôi giảm cảm thấy sự tình lại không nên đơn giản như vậy mặc kệ tể tĩnh xuân còn có sự chuẩn bị ở phía sau hay không ở dưới sự an bài của lão tú tài hắn thôi sàm này mệnh số đã buộc chặt cùng một chỗ với thiếu niên ngõ nê bình tuy bị trần bình an liên lụy làm hại hắn cũng theo đó cùng nhau tiền đồ xa vời nhưng thôi xàm vẫn không muốn đã tệ rồi còn làm cho tệ hơn nữa mà là kích phát lên tâm lý thắng bại tràn đầy hy vọng có thể đem trần bình an dẫn dắt từng bước một đến trên con đường sáng kia của mình mà không phải bị tên nhà quê chưa từng đọc sách này đưa tới trên con đường rách nát đó của hắn hít gió tây bắc cái này giống như hai người đang kéo co khí lực không phải khí lực trên eo lưng cánh tay mà là tâm lực tâm khí tâm tình thiếu niên áo trắng dần dần tốt lên so đấu tâm trí cùng tính dẻo với gã trước mắt Thôi xàm ta tốt xấu từng là tu sĩ đỉnh cao thành công trên thân cảnh giới thứ 12, càng là kỳ đàn tông sư danh chấn trung thổ thần châu, chơi cờ với một đứa nhỏ, muốn thua cũng khó nhỉ, mà thiếu niên giày rơm đối diện, đã hoàn toàn bỏ qua thiếu niên áo trắng, bởi vì Trần Bình An bắt đầu cầm lấy dao khác cùng châm ngọc, động thủ điều khác chữ thứ nhất, bóng đêm dần dần đậm thêm, ngõ hành vân lưu thủy kia ngoài cửa chính khách sạn thu lô vang lên từng đợt tiếng chân êm tai bốc bốc, lưu phu nhân đứng một mình ngoài cửa, bên hông treo hai khối vật phẩm trang sức vàng dạng hồ phù. Một chiếc xe ngựa đỗ ở ngoài cửa, một vị nam nhân trung niên mặc thanh sam văn sĩ đi xuống, không giận tự uy, mơ hồ lộ ra vài phần phong thái nho tướng, chỉ là nam tử lúc này vẻ mặt mỏi mệt, sau khi nhìn thấy mỹ phụ nhân lộ ra ý cười để ngươi đợi lâu rồi, chúng ta đi vào nói chuyện, phụ nhân vẻ mặt ôn hòa xoay người dẫn đường, nam tử liếc hồ phù bên hông nàng, Những mày nói, cần khẩn trương như thế, phụ nhân cười lạnh nói, ta nơi này chỉ là khách sạn nhỏ, không thể so với biệt thự quận thủ đại nhân hai ngày trước không phải vừa mới để người ta dỡ xuống ảnh bích thương hiệu chỉ có thể nén giận không nói hôm nay đầu sỏ gây nên còn mang theo một đám đông đồ từ đồ tôn đến ở chỗ này của ta ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bịt mũi cười lấy lòng hầu hạ các tiên sư lại ra đó tất cả cái này đều quy công cho quận thủ đại nhân thống trị có phương pháp nam nhân hơi tăng giọng được rồi gia hủy ta biết trong lòng ngươi có oán giận nhưng bây giờ ta cũng không tốt đến đâu vì trận đại điển hiến tế thủy thần miếu này từ dạng sáng bận mãi đến bây giờ của họng cũng sắp bốc trái rồi sở dĩ ngươi nghỉ ngơi một lát ở nơi này mà không phải trực tiếp quay về quận thủ biệt thự chính là mưu cầu lỗ tai được thanh tịnh một lát không phải tới nghe người oán giận lải nhải mỹ phụ nhân ánh mắt u oán nhưng trung quy là hiểu đại thế biết tiến thối rất nhanh đã thu thập tốt chút cảm xúc tiểu nữ nhân đó của mình nói sang chuyện khác ngươi lần này vì trận tế điển này bận rộn suốt nửa năm muốn phô trương có phô trương thân thể lão thứ sử đại nhân có bệnh nhẹ tuy không thể đích thân tới biệt giá đại nhân tâm phúc của hắn lại nề mặt xuất hiện cộng thêm những văn hào danh tăng cùng ẩn sĩ vang danh triều giã kia xem như đã cho đủ mặt mũi huống chi muốn làm nền cũng có làm nền trong quận chúng ta âm thầm giúp đỡ ở nơi khác cung phụng hai vị thủy thần sông ngòi cũng đủ nhì nam nhân gật gật đầu đạo lý là đạo lý như vậy phụ nhân nhỏ giọng hỏi vậy vị đại nhân thủy thần hàn thực giang này của chúng ta lần này rốt cuộc nhìn ngươi bằng ánh mắt xanh rồi đáp ứng trợ giúp một tay giúp ngươi tranh vị trí thứ sử nam nhân chấp hai tay sau lưng quen thuộc tới một khu sân nhà yên tĩnh nhã nhặn lắc đầu thở dài nói tán tu kia thật sự là xuất hiện không đúng thời điểm rút xây động rừng hắn muốn báo thù cho dân chúng ống mạng thì đến khách sạn thu lô các người tìm được vị người tu hành linh vận phái kia đại chiến một trận đem tu sĩ linh vận phái đánh bị thương nặng liên lụy ảnh bích khách sạn các người cũng hủy hoại căn bản thật ra nếu sự tình chỉ đến đây ta còn có thể khống chế thế cục ví dụ như ta thân là chủ quan một quận có thể báo lên triều đình đem tội danh ấn ở trên đầu tên tán tu kia đem tu sĩ linh vận phái gây chuyện ở trước rút ra ngoài lấy cái này trấn an linh vận phái thâm căn cố đế ở hoàng đình quốc chúng ta nhưng ta đồng thời sẽ âm thầm thả tán tu đó ít nhất ở cảnh nội bản cuộn đuổi bắt vào vây tiệu trừ chỉ là một ít công phu mặt ngoài bên ngoài gắt gao bên trong lỏng lẻo lấy cái này kéo dài thời gian để hắn nhân cơ hội xa chạy cao bay nếu là tán tu như vậy bốn biển là nhà nghĩ hẳn không phải việc gì khó nói tới đây nam nhân toát ra một tia ảo não nhưng lại xảy ra ở trước khi tổ chức đại điển hiến tế hàn thực giang vạn người nhìn vào không nói ai chẳng biết vị giang thần này giai đoạn đầu trở thành thần linh là dựa vào một vị tổ sư gia linh vận phái giúp đỡ mới đứng vững gót chân phần tình hương khói này linh vận phái cẩn thận duy trì hơn 200 năm chưa từng phiền thủy thần bất cứ việc gì ngược lại ở trong hơn 200 năm này một năm một lần mang theo lễ trọng tới cửa bái phòng trừ một lần sơn môn hạo kiếp thì chưa từng gián đoạn cho nên người cảm thấy thủy thần đại nhân đối với vụ sóng gió kinh động quận thành này sẽ thiên hướng ai phụ nhân nhìn quận thủ đại nhân không ngừng vòng đi vòng lại mà không muốn ngồi xuống đưa qua một chén trà nóng Người trêu gạo nói, quận thủ đại nhân của ta, có thể ngồi xuống nói chuyện hay không, ngươi lượn qua lượn lại như vậy nữa, ta sẽ hòa mắt váng đầu. Nam nhân áo sam xanh sau khi ngồi xuống, cười tự diễu nói, vị trí tên tán tù kia ẩn nấp, ta là ở ba ngày trước biết được, vốn nghĩ có thể kéo dài một ngày thì một ngày, mặc kệ thế nào, kéo dài tới sau lúc đại điển hiến tế rồi nói tiếp, nói không chừng còn có thể giữ lại một mạng, Sa hủy, người có biết trong thủy thần miếu hôm nay, vị thủy thần hàn thực giang kia ở sau khi hiện ra kim thân bản tôn, đã nói gì với ta không? phụ nhân lắc đầu nàng đương nhiên đoán không ra tâm tư của một vị chính thần thân là người chủ sự khách sạn thu lô sư môn chỗ phụ nhân thật ra so với linh vận phái cũng không kém nhiều chỉ là mỗi một môn phái trên núi thanh thế tương đối lớn đều có địa bàn cố định của nó đất ba châu bắc bộ hoàng đình quốc linh vận phái là người đứng đầu mười mấy môn phái tu hành lớn nhỏ nhưng mặc kệ là môn phái phụ nhân xuất thân hay là ở trên núi dưới núi của đất bắc hoàng đình quốc tu sĩ linh vận phái đều có thể đi ngang đối mặt thủy thần một con sông do hoàng đế quân vương tự tay sắc phong là cực kỳ kính sợ dù sao hoàng đình quốc không phải đại ly tống thị đại tùy cao thị vương triều lớn như vậy hoàng đình hồng thị từ khi lập nước đã là một trong 12 hai phiên thuộc của đại tùy có thể sắc phong chính thần núi cao sông ngòi có thể đếm được trên đầu ngón tay nói khó nghe cho dù đại tùy thả lòng giam cầm để cho hoàng đình quốc hồng thị đi phong thưởng khắp nơi sắc lệnh sơn thủy thần linh hoàng đình quốc cũng không có phần nội tình này thứ nhất danh giới có hạn thứ hai lại bị các tiên gia trên núi phiên trấn cát cứ kia nắm giữ tuyệt đại bộ phận sơn thủy phúc địa linh khí xuất chúng cho nên giang hà chính thần nắm giữ thủy vận một vùng đất đối với quận thủ thậm chí là thứ sử mà nói là nhân vật quan trọng cần dốc hết sức mượn sức lấy lòng nam nhân buông chén trà xuống hai tay khẽ dây huyệt thái dương thủy thần giáp mặt nói cho ta biết ở một ngày trước khi quận thủ đại nhân biết nơi tên tán tu kia ẩn thân ta đã điều tra ra tuy quận thủ đại nhân không muốn chấp pháp theo lẽ công bằng nhưng ta đã là thủy thần hàn thực giang thì phải tuân thủ quy củ không thể tùy tiện can thiệp quan trường thế tục hơn nữa quận thủ đại nhân mấy năm nay thống trị bản địa coi như cần cù có công nhỡ đầu quận thủ nhiệm kỳ sau là hôn quan gây ra rất nhiều phiền toái cần người khác chửi đít sẽ có trở ngại đối với ta tĩnh tâm tu hành bởi vậy ta sẽ không đâm thọc với triều đình sắc mặt phụ nhân hơi tái đi ngụ ý vị giang thần này là sẽ không giúp người hướng lên trên đi một bước nữa nam nhân cười khổ nói đây còn là thành lập ở trên điều kiện tiên quyết ta đêm nay đem người nọ chưa bắt quy án phụ nhân có chút hối hận ta vừa rồi không nên chút giận với ngươi nàng sau đó phẫn uất nói thủy thần hàn thực giang này mấy trăm năm qua tiếng lành đồn xa thực đến thời điểm liên quan tới ích lợi bản thân còn không phải vẫn giúp người thân không giúp bên có lý tán tù kia gây thương tích cho người ta chẳng qua là đệ tử thế hệ thứ ba của linh vận phái đã dám ở miếu thành hoàng gặp sắc nảy lòng tham theo nhỏ dãi sắc đẹp trước ở ngoài thành giết hại vợ chồng hai người về sau sau khi biết được có một đứa bé chạy thoát càng đuổi giết suốt đêm trên dưới thôn trang cả nhà hơn 30 người bị hắn giết cho không còn một mảnh hành vi bi thảm cỡ này sau khi vừa khéo bị tên tán tu kia trong lúc vô tình đánh vỡ, ở trước khi báo thù cho người nhà đó, rất thông minh lựa chọn phát tán tin tức đi khắp nơi, ngay cả cửa nhà môn các người cũng dán bố cáo, tán tu làm xong những thứ này, mới tìm tới khách sạn Thu Lô, đánh nhau to với tên hung thủ kia, trong ngoài quận thành đều là cơ sở ngầm của thủy thần hắn, sao có thể không biết gì cả. Nam nhân ngược lại không ủy khuất phẫn ớt bằng phụ nhân, chỉ thấp giọng cảm khái nói, thiên lý quốc pháp nhân tình, người tu hành theo đuổi là thiên địa đại đạo, quốc pháp nhân tình như thế nào, bày ở trước mặt luyện khí sĩ đã tính là gì? Lui một bước mà nói, chống lại vị thủy thần hàn thực Giang này, quốc pháp không phải hoàn toàn vô dụng, chỉ là ở trên tay ta quan viên chính tứ phẩm này thì vô dụng, ở trên tay lão thứ sử, có chút xíu tác dụng, chỉ có đến trong tay hoàng đế vệ hạ mới có một chút tác dụng. Phụ nhân nhỏ giọng nói thầm, nếu chức quan quận thủ này của ngươi là ở vương triều đại ly thì sao? Ánh mắt nam nhân co lại, vỗ mạnh vào chỗ rửa tay lưu gia hủy, không thể nói bậy, đại ly quốc thế có mạnh nữa, cũng là xuất thân man di nếu thật sự là bị đại ly tống thị thống nhất phương bắc tức là ngày chính mạch nhãn nhạn phương bắc bảo bình châu ta đoạn tuyệt phụ nhân thở phì phì nói ngươi nếu thật sự là thiết cốt bong bong sao không dứt khoát trái lại ý nguyện thủy thần nhất định phải đem tên tán tu kia che chở đến cùng ta không tin vị thủy thần này được xưng mánh khóe thông thiên có thể thật sự ở phương bắc hoàng đình quốc che cả bầu trời thật sự không được cùng lắm ta dọn ra khỏi thế lực sư môn dứt khoát đấu thủ đoạn với linh vật phái địa đầu sàn này là được kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người